Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính đê đầu lãnh lễ Hòa thượng Viện chủ Thích Trí Quảng, Hòa thượng trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa đệ đức tăng. Kính thưa quý Phật tử, lời đầu tiên xin kính gửi đến các vị một ngày cuối tuần học tu gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. A Di Đà Phật. Hôm nay thì tới buổi giảng tôi phụ trách thì tôi cũng chia sẻ với các vị một đề tài với Phật Pháp mà gần đây thấy nhất là các Phật tử chuyên tâm tu học á, thì cũng còn nhiều cái sự nhầm lẫn trong cái việc nhận thức và tu tập. Vì vậy hôm nay trong đề tài này thì những người nào mà đã từng học tu thì tôi biết rằng các vị cũng có hiểu một cách là căn bản, còn một số vị thì hiểu chỉ là tương đối. Vì vậy trong quá trình trình bày một cái đề tài này với tất cả các vị thì tôi mong rằng chúng ta cùng tham khảo để cùng nhận sâu vào một cái ý chính của nội dung bài này, để chúng ta hiểu thêm một cái phương pháp tu trong Phật giáo, đó là lục độ ba la mật. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, một cái từ ngữ này đối với các vị thì tôi nghĩ quá quen thuộc, có phải không ạ? Chúng ta tu học thì chúng ta thường hay nói là ba la mật.
tôi tu như vậy là ba la mật, tôi làm việc đó là ba la mật, tôi làm cái gì cũng ba la mật. Nhưng mà ba la mật thì nói bằng cái miệng thì rúng, nhưng mà cái hành động để gọi là ba la mật thì nó lại là không trúng. Vì vậy cho nên khi nào sử dụng đúng một cái từ gọi là ba la mật, và khi nào chúng ta thấy là hành động đó chỉ là ở mức độ là tương đối của một đức tính thiện, thì hai cái này chúng ta phải có phân biệt rõ ràng. Bởi vì á, ngoài cái việc mà tôi nghe các vị nói á, thì cái này là trực tiếp tôi được email, tức là gửi thư qua điện tử á, thì có một cái chú đó, chú gửi thơ, chú nói cái nội dung thế này: thưa thầy, Đức Phật dạy á, thì hành pháp bố thí là phải làm bố thí ba la mật, nhưng mà con thấy đời nhiều gian dối, nếu mình làm đúng như lời Đức Phật dạy á, thì sẽ bị gạt, bị lừa, và bị những cái người mà gian dối á, nó sẽ lợi dụng cái lòng tốt của mình. Như vậy làm sao làm được? Tôi đọc qua cái email vậy là tôi biết người này đã nhầm. Nếu đã gọi là ba la mật á, thì làm sao gọi là bị gạt được? Khi là ba la mật thì không có nói bị gạt. Thậm chí cho dù biết người ta trước mặt, người ta mới có ngồi đó, nhà người ta tám tầng, nhưng mà ở đây mình phát tâm bố thí ba la mật, người ta đi tà tà lại, người ta xin chơi, cái đó mình cũng phải làm bằng cả lương tâm và tấm lòng trân trọng, thì cái đó mới gọi là ba la mật. Vì không có hiểu cái ý nghĩa ba la mật như thế nào, cho nên tu cái này tu cái kia cứ nói là ba la mật, nhưng mà cái hành động thì lại sai lầm. Rồi cứ thắc mắc ba la mật mà thứ này, ba la mật chuyện khác, ba la mật mà sao đi nói chuyện kia, đi phiền chuyện nọ, đi hờn bà nọ, đi hờn ông kia, đi hờn thầy nọ, thế này thế khác, rồi nào là trách người thế này thế kia. Đây là cái điều chúng ta phải xác định. Khi xác định được điều này thì chúng ta sẽ đánh giá được cái mục đích và thành quả tu tập của chúng ta rất là tốt. Vì vậy tôi mong rằng các vị học một cái bài này không phải là khó, nhưng mà đó là một cái hành pháp rất là căn bản, mà đây là cái những người có đại nguyện mới có thể làm được với cái hành pháp này. Vì vậy cho nên chúng ta phải tìm hiểu được cái thuật từ này một cách căn bản, là thế nào là ba la mật, và phương pháp để thực hành để đạt được ba la mật thì chúng ta phải làm gì. Như vậy thầy hỏi đạo tràng ở trong đây, những người đã từng học tu vào các cái khóa tu học hay là đã từng học giáo lý, thì ba la mật hay là lục độ ba la mật có nghĩa là gì? Mời đạo tràng. Ai? Dạ thầy mời cô. Con nghĩ trong giáo lý dạy là bố thí ba la mật là biết Phật, biết mình biết thôi. Ba la mật chỉ là Phật biết, mình biết thôi. Vậy nếu thầy biết nữa có sao không? Rồi, cũng có ý đó. À, thầy mời. À, khi mình cúng dường, mình không có nêu cái danh, cái tánh của mình lên, thì đó làm như vậy mới là ba la mật. À, thầy mời cô ngồi. Thì cũng có ý đúng đó, nhưng mà vậy, không nêu danh tánh mình lên. Ví dụ bây giờ mình đến chùa đó, mình cúng dường, cái thầy nói cô tên gì để ghi. Thôi thầy ơi, khỏi ghi thầy, con không có làm giống như mấy bà kia tối ngày cứ ghi tùm lum tà la. Ba la mật chưa? Ở đó cũng đâu có ghi, đâu có ghi, không ghi, nhưng mà để chứng tỏ rằng mấy cái bà kia tùm lum tà la, mình là không tùm lum nè. Các vị thấy nói chi các vị chỉ một cái nhỏ vậy thôi, cho nên các vị thông thường dễ bị lạm dụng về từ ngữ. Đôi khi chúng ta không hiểu rằng mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng mà mình quen cái từ ngữ, mình nghĩ như vậy là rồi. Thật ra khi các vị hành như vậy mà các vị đem đến phiền não, bất an, hoặc là tự cao, hoặc là thấy mình như vậy là tốt, thì như vậy cái hành động và mục đích nó lại sai đi. Mà các vị không hiểu được chỗ này, cho nên ở đây chúng ta hiểu về từ ngữ, vận dụng bằng một hình thức, nhưng mà không đạt được cái mục đích và thực lý của ba la mật, thì chúng ta tu suốt đời cũng chỉ là phước báo nhân thiên thôi. Có chứ không phải không, nhưng mà có ở dạng phước báo, cái tính thiện tương đối của nhân thiên là cái phước hữu lậu á. Vì vậy cho nên bài này rất là căn bản, để các vị thấy giữa bờ mé của một hành động thiện và một hành động của hạnh nguyện của Bồ Tát, nó khác nhau chỗ nào, cùng làm một việc đó nhưng mà khác xa lắm ạ. Như vậy thì bây giờ thôi trả lại vấn đề, các vị đều có một cái hiểu khái niệm về ba la mật.
Nhưng chúng ta chỉ hiểu trên phương diện có một chút của ba la mật thôi, như là bố thí thôi. Còn lục độ ba la mật, cái tự thân của lục độ ba la mật, chữ độ nó mang cái nghĩa, cái chữ đó như một Hán Việt nó dịch cho cái từ ba la mật luôn. Cho nên chúng ta cũng có thể gọi là lục ba la mật vẫn đúng, hay là lục độ ba la mật thì để giải thích rõ thêm. Thật sự tự thân của ba la mật, cái từ của nó là một từ được phiên âm từ chữ Pali, đó là paramita. Nếu viết paramita thì người ta sẽ phiên âm là ba la mật, mật đa. Nhưng mà chúng ta viết như một danh từ giản tự thì người ta dùng chữ parami, thì chúng ta dịch ra là ba la mật. Như vậy thì tự thân của chữ ba la mật nó được mang nghĩa như vậy, cho dù là paramita hay là parami đều phiên âm là chữ ba la mật. Và để hiểu cái nghĩa đó, người Trung Hoa người ta dịch cái nghĩa của ba la mật thì người ta dịch là đáo bỉ ngạn, có nghĩa là đến bờ kia. Bờ kia là bờ nào? Bờ kia là bờ giác, bờ giải thoát, bờ an vui. Hai đó là mục đích của những người đã đạt đến tính thiện tuyệt đối, cao tột của một hạnh nguyện của một vị Bồ Tát. Cái đó gọi là ba la mật. Cho nên kinh Tạng Nguyên Thủy người ta dịch ba la mật nó rộng hơn một chút. Người ta dịch thêm nữa là ba la mật là cái sự toàn thiện, là sự cao tột. Dầu cái từ đó như thế nào cũng vẫn dịch từ chữ parami hay là paramita. Nhưng Đại Thừa hay là các cái hệ phái tư tưởng của Bắc Tông, chúng ta chỉ dùng với một từ ngữ căn bản, đó là ba la mật, là đáo bỉ ngạn. Đây là cái từ của một cái từ ngữ Bắc Tông chúng ta hay dùng. Và vì cái từ đáo bỉ ngạn, tức là đến bờ kia, nó mang tính cách như một cái hình tượng quá, giống như là một cái có tính cách văn chương một chút, để mô phỏng cho một cái mục đích của một cái hành giả Bồ Tát, thì người ta dùng cái chữ đáo bỉ ngạn, nghe nó thanh thanh. Thì như vậy lục độ ba la mật là sáu pháp ba la mật, hay là sáu phương pháp hành trì của các hành giả Bồ Tát. Mà nếu mà hành pháp ba la mật phải là người phát tâm Bồ Tát mới được. Những người Phật tử thông thường chưa phát tâm Bồ Tát thì một hành động đó cũng làm nhưng mà không phải ba la mật. Ví dụ cũng là bố thí, nhưng mà một người chưa phát Bồ Đề tâm, chưa phát Bồ Tát hạnh và chưa vận dụng đúng cái từ ý nghĩa của ba la mật thì không thể gọi là lúc đó là làm ba la mật được, nhưng mà cũng cùng là một hành động. Vì vậy chúng ta phải hiểu cái từ này. Trong lục độ ba la mật là sáu phương thức tu tập của hành giả Bồ Tát để đến bờ kia. Bằng những phương thức này để giúp cho hành giả tu học Bồ Tát đạo để đến bờ kia. Sáu pháp gồm gì? Một là bố thí ba la mật, hai là trì giới, ba là, bốn là, năm là, sáu. Các vị nếu nói chung những người học giáo lý căn bản đều thuộc cái thuật từ này: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và sau nó chỉ thêm từ ba la mật nữa là đủ. Ví dụ bố thí thì thêm ba la mật là bố thí ba la mật, là một hành động ban cho để đạt đến bờ kia. Trì giới ba la mật là giữ giới để mà đến bờ kia. Nó khác với giữ giới thông thường ạ. Hôm nay các vị tìm hiểu những cái bài này nó rất là căn bản. Trong một vài tạng kinh khác cũng như Nikaya cũng đề cập đến ba la mật mà tới 10 lần. Ngoài lục độ đó, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, rồi thêm phương tiện, nguyện, lực, trí, tổng cộng 10 ba la mật. Dầu cho 10 ba la mật ở phía sau là phương tiện, nguyện, lực, trí, thì thật ra đúng nghĩa của nó vẫn bổ sung cho 6 ba la mật phía trước, gọi là lục độ ba la mật. Vì vậy cho nên trong Đại Trí Độ Luận của Ngài Long Thọ thì chỉ phân tích và dùng trong 6 cái ba la mật thôi. Thứ nhất bố thí ba la mật thì trong cái Đại Trí Độ Luận dùng là gì? Đàn ba la mật. Hai là giới ba la mật là dùng là thi la ba la mật. Ba là nhẫn nhục ba la mật thì Đại Trí Độ Luận gọi là sằng đề ba la mật. Bốn là tinh tấn ba la mật thì Đại Trí Độ Luận gọi là tỳ lê gia ba la mật. Còn năm là thiền định ba la mật thì ở trong Đại Trí Độ Luận gọi là thiền na ba la mật. Sáu là trí huệ ba la mật thì trong Đại Trí Độ Luận gọi là bát nhã ba la mật. Chỉ dùng 6 từ này ở trong Đại Trí Độ Luận được Ngài Long Thọ dùng. Như vậy hôm nay chúng tôi đi với các vị cùng chia sẻ và tìm hiểu qua căn bản của 6 pháp ba la mật.
chúng ta xem như đó là một hành động tối thượng của các vị Bồ Tát. Để trở thành Phật, không một vị Bồ Tát nào không vượt qua những con đường này. Chưa bao giờ vượt qua con đường này thì chưa thể gọi là thành Phật được. Đức Phật đã từng vượt qua những con đường này mới để trở thành Phật. Bởi vì con đường này là một con đường tích lũy các công hạnh của một vị Bồ Tát đúng nghĩa. Và để giúp cho một vị Bồ Tát hoàn thiện được con đường hạnh nguyện là vô ngã vị tha, hành động vì chúng sinh mà mang tính cách vô ngã, không cần bất cứ một cái phước báo cho dù tối thiểu là hữu lậu nhân thiên. Đây là một cái điều chúng ta nên rất cần. Trong kinh Tạng Nguyên Thủy, khi người ta dịch Ba La Mật và người ta phân tích ra như thế này, Ba La Mật gồm có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là đến bờ kia, cấp độ thứ hai là ở bờ trên, và cấp độ thứ ba là gọi là bờ cao tột. Thì trong đó cho thí dụ như thế này mà tôi cũng không được đồng tình lắm. Cho thí dụ là đem những sự sản của mình mà ngoài thân ra để trang trải bố thí cho người, thì cái bố thí đó gọi là đến bờ kia, là cấp độ thấp nhất của Ba La Mật. Cấp độ thứ hai là lấy chi phần của mình là tay chân đầu mắt tỷ não gì đó đem để bố thí cho ai đó, thì cái đó gọi là ở bờ trên, bờ cao, bờ trên. Và nếu chúng ta hy sinh thân mạng này để cứu lấy chúng sinh thì cái đó gọi là bờ cao tột. Thì phân tích qua như vậy thì tôi thấy cái chữ Ba La Mật nó chưa có sâu sắc và chưa đúng nghĩa bằng cái từ Ba La Mật trong cái tư tưởng của Bắc Tông dùng. Bởi vì vậy, không hẳn là tôi lấy một cái vật ngoài thân tôi đem tặng cho người mà tôi chỉ là Ba La Mật ở bậc thấp, chưa hẳn. Mà cũng không hẳn rằng lấy thân phần này cho người có nghĩa là ở cái việc cao. Bây giờ ví dụ con mình bệnh mà nó hư trái thận, mình quá thương con mình, bây giờ mình phải hy sinh trái thận của mình để mình cứu nó, tức là mình lấy thân phần mình cho đó, thì cái đó có thể gọi là Ba La Mật bậc cao chưa? Cao chưa? Chưa. Lấy thân phần cho, nhưng mà cho đó là con mình, bởi vì tình thương của mình, sở hữu mình mà. Mình lấy thân phần cho nhưng mà không thể gọi là cao được hay là trên được. Nhưng mà nếu tôi đem tài sản ra tôi bố thí, nhưng mà ví dụ như chúng sinh này đau khổ, nghèo thiếu, bây giờ cần cơm, cần gạo, cần tiền, nhưng mà vì quá yêu thương mọi người đau khổ, tôi đem tất cả cái này không, mặc dù là chẳng có phải ngón tay, đầu mắt, tỷ não gì hết, nhưng mà tôi ban tặng cho người. Như vậy tôi chỉ là hạng thấp sao? Cho nên cái từ ngữ này nó có một cái vấn đề, mình cần phải đặt vấn đề lại. Chia cấp độ như vậy là nó chưa hợp, nhưng mà chia theo tinh thần của Bắc Tông thì nó tuyệt vời hơn, ở chỗ là khi hành pháp Ba La Mật nó phải đủ ba nghĩa. Nghĩa tam luân không tịch, đây là nghĩa không thể xa rời được với ý Bát Nhã Ba La Mật. Nên nhớ là với hành động của Ba La Mật, tam luân không tịch là: một là không thấy mình, tức là phá ngã này, làm bất cứ một hành động gì trong lục độ thì không thấy mình là người làm điều đó. Không thấy người, tức là hành động cho một đối tượng đó là ai, là một súc vật, là một con người, hay là một bậc thánh, hay là một người thân kẻ sơ, cũng không bao giờ xem đối tượng đó là người đang thọ ơn mình. Và thứ ba là không bao giờ dính chấp rằng tất cả những sở hữu mà mình ban tặng, hay mình làm điều gì đó, hay là mình hành động một cái pháp nào cao siêu mà mình dính mắc vào pháp đó, thì tất cả những hành động này gọi là tam luân không tịch, tức là làm một cách vắng lặng, không thấy mình, không thấy người, không thấy pháp, để đạt đến cái chỗ là làm giới, đạt mục đích là nhân pháp vô ngã, thì mới gọi là Ba La Mật. Như vậy hành động nào không biết, bờ trên, bờ cao, bờ bên kia gì đó, nhưng nếu làm với tất cả hành động nào làm với đủ ba cái trạng thái tâm này thì gọi là Ba La Mật, khỏi cần phân tích thân sơ gì cả. Ai làm đạt đến cái ngã không, pháp không là Ba La Mật. Như vậy thì hôm nay chúng ta cùng đi chuyên sâu vào để thấy rằng hành một pháp Ba La Mật nó có ý nghĩa như thế nào giữa cuộc sống đời thường. Một người cư sĩ như các vị thừa khả năng để làm điều này, thậm chí các vị làm tối thượng hơn các thầy điều này nữa, bởi vì các vị là người tạo ra được cuộc sống. Và chính điều đó các vị mới có một ý nghĩa tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên các vị tìm hiểu từ một cái phần một của Ba La Mật để chúng ta thấy rằng sau này chúng ta làm bất cứ hành động nào, bản thân mình hay là một người thân, chúng ta đánh giá không sai. Để không khéo tôi làm Ba La Mật mà tối ngày cãi lộn nhôi trời hết, làm Ba La Mật mà mơ mốt nó phản bội tôi, trời ơi thằng đó ăn gồ quẹt mỏ như gà, Ba La Mật mà tối ngày la đầy đường hết, thì cái đó như thế nào?
Tại sao ta ba la mật mà ta tuyệt vời quá, mình ba la mật mình đau khổ ha. Cái đó đó nên để ý lại. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu trước nhất một cái từ để gọi là một trong sáu pháp ba la mật, là một là bố thí ba la mật. Từ của nguyên tạng của nó là đàn ba la mật. Đàn là đàn Việt, đàn Na đó, đó có nghĩa là tín thí, là những người ban tặng. Như vậy làm thế nào cùng một hành động bố thí để gọi là cái này là bố thí ba la mật mà cái này không phải bố thí ba la mật? Làm sao phân tích được? Trên nguyên tắc đàn ba la mật có nghĩa là bố thí. Bố thí như thế nào để đạt được ba la mật? Có nghĩa là đạt đến giải thoát. Có nghĩa là hành động này không mang cái nghĩa là phước báo hữu lậu nhân thiên. Cho nên quan trọng ở chỗ này lắm. Trên căn bản bố thí người ta có ba loại bố thí. Một là gì? Tài thí. Hai là pháp thí. Ba là vô quý thí. Tài thí là đem sự sản tiền bạc, thậm chí thân xác này ban tặng cho chúng sinh, cái đó gọi là tài thí. Thân xác này thì gọi là nội tài. Những sở hữu, những vật dụng, tiền tài mình tạo ra được, nhà cửa, tiền bạc, quần áo, cơm gạo, cái sở hữu ngoài đó gọi là ngoại tài. Cả nội tài, ngoại tài này bố thí gọi là tài thí. Pháp thí là mình dùng một cái cách gì đó để mình giúp họ chuyển hóa khổ đau, giúp cho họ để giác ngộ bằng một phương thức nào đó, theo khả năng học và tu hay là cái gì của mình tìm hiểu được để ban tặng cho đời. Thậm chí đó là một phương thức về tâm lý mà mình có giúp người chuyển hóa an lạc được, vẫn gọi là pháp thí. Vô quý thí là ban tặng sự không sợ. Có nghĩa là thông thường con người ta là sợ hãi, sợ nhiều thứ lắm. Sợ làm ăn không được, sợ già, sợ chết, sợ bệnh, sợ thất bại, sợ tình yêu ly tán, sợ con hư, sợ cuộc đời này gan trái, sợ bão lụt, sợ thiên tai. Nói chung vô số điều để sợ. Nhưng làm sao giúp cho con người được bình an, vượt qua nỗi sợ hãi này thì tuyệt vời. Cái đó gọi là ban tặng sự không sợ. Thậm chí cho dù đó là sợ ma ha. Giúp cho người hết sợ ma cũng là tuyệt vời, đúng không? Có nghĩa là ban tặng sự không sợ đó. Thì bây giờ làm thế nào để gọi là ban tặng cái bố thí này để gọi là ba la mật? Ví dụ chúng ta đem của cải sự sản ra chúng ta cho, mà cho giống như cái chú hồi nãy hỏi tôi đó, là bây giờ cho nó có nhiều kẻ gạt gẫm quá, nó lợi dụng quá, hoặc lợi dụng lòng tốt của mình thế này thế khác, thì mình làm như vậy làm sao mà làm được ba la mật? Thì cái câu này hoàn toàn là ông nói là tự ông phản biện rồi. Đã gọi là ba la mật thì không gọi là người gạt. Còn nếu trên căn bản cái tính thiện đó nha, tính thiện hành động này để có một cái phước báo ngày mai. Bây giờ ví dụ vậy, gia đình mình nghèo, các Phật tử đi học tu về nói cô gia đình nghèo là do nhiều đời không có bố thí, không có làm phước, ích kỷ, cho nên làm ăn hoài nó không khá, không có duyên phước để làm ăn. Mình nghe như vậy thôi, mình gom nhóp kiếm chút ít tiền bạc vậy nó đem ra bố thí cho người nghèo, cái đó ba la mật không? Hả? Ai nói có đưa ta lên. À cứ đưa, thoải mái đâu có sao đâu, cứ học mà. Vậy ai nói không đưa ta lên. Dạ. Xin thưa các vị, cảm ơn các vị. Cái hành động đó không sai, không xấu, nhưng mà nói ba la mật thì không đúng. Nhưng mà nói bố thí như vậy mà xấu là không đúng. Một hành động ban tặng giàu như thế nào vẫn là tốt. Nhưng để gọi là hành động đó có được ba la mật hay không thì cái đó phải xét lại. Bởi vì người này là thân phận nghèo cho nên là muốn đổi số phận. Vì vậy cho nên hành pháp bố thí này là để đổi được số phận, để mai này có cuộc sống khá giả hơn, giàu có hơn. Thì cái hành động này gọi là phước báo hữu lậu nhân thiên, thì không thể gọi là ba la mật. Cho nên các vị nhớ cái giai thoại này mà tất cả Phật tử thường nhớ là nhớ cái giai thoại giữa Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Võ Đế không? Khi Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc sang cái đất Lương, và lúc đó vua Lương Võ Đế cũng là một người có tu tập dưới sự hướng dẫn của Chế Công Hòa Thượng. Lúc đó Lương Võ Đế ra tiếp nhận một cái vị tăng Tây Trúc sang mà được danh tiếng đồn đó là Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi tiếp kiến rồi thì vua Lương Võ Đế cũng thấy rằng mình là người Phật tử có sự đóng góp lớn lao cho Phật Pháp, cho nên mới đem một câu ra hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng:
Bạch Hòa Thượng, con xây cả hàng mấy chục kiển chùa, tiếp tăng độ chúng vô số, con làm việc như vậy có công đức không? Thì lúc đó Bồ Đề Đạt Ma trả lời câu sao? Không có công đức gì cả. Trả lời câu các Phật tử nghe chới giới không? Ví dụ bây giờ các vị đi cúng chùa bố thí giúp cho thầy xây chùa đồ quá trời luôn, tới giờ hỏi thầy con làm thầy cả năm mấy nay, hai năm nay quá trời nhiều, có công đức không thầy? Cái tôi nói, không có công đức gì cả. Lúc đó các vị sao? Hả? Bồ Đề Gai nổi lên chưa? Đúng là cái ông này vô ơn thiệt, cả mấy năm nay cực khổ với ông vô cùng, giờ hỏi có công đức không? Nó không có công đức gì hết. Sao tu hành gì kỳ cục vậy? Tất cả chúng ta, tại sao Bồ Đề Đạt Ma phải trả lời một câu như vậy? Ở đây Bồ Đề Đạt Ma muốn giúp cho vua Lương Võ Đế hãy bỏ qua một giai đoạn của phước báo hữu lậu nhân thiên đi, mà hãy vượt lên trên để đạt đến ba la mật. Nếu còn dính trong hữu lậu này thì còn phải tái sanh để thọ hưởng cái hạnh phúc an lạc do phước báo mình tạo nè, thì còn phải lặp lại trong cuộc đời này mãi. Thì còn tái sanh thì làm sao ba la mật được, làm sao đến được bờ kia? Vì chính chỗ đó cho nên á, Bồ Đề Đạt Ma muốn đánh gục cái ý niệm về chấp pháp, chấp hành động của mình là còn dính mắc trong tôi, ta và sở hữu. Cho nên chính cái chỗ đó đánh vào ban đầu như vậy, nhưng mà Lương Võ Đế đang chấp vào hành động của mình, cho rằng đó là một điều tốt, tuyệt vời, không ai làm được cả mình, bản ngã được tăng theo những hành động đó. Cho nên khi đụng phải cái câu của Bồ Đề Đạt Ma là nhán lửa, không có giác ngộ mà nhán lửa mà sân si lên. Vì bất đồng giữa câu đó cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy rằng không có duyên với vua Lương Võ Đế, cho nên trốn vào đất ngụy. Việc đó thì chúng ta miễn bàn, nhưng mà tôi muốn bàn ngay câu là tại sao Bồ Đề Đạt Ma phải trả lời như vậy? Như vậy hành động này ông chỉ làm việc có phước báo thôi, chứ không thể gọi là một công đức để đạt được vô lậu giải thoát, hay là để được ba la mật đến bờ kia được. Cho nên ở đây các vị thấy cái ba la mật nó quan trọng mà chúng ta phải biết. Bây giờ ví dụ vừa rồi á, tôi có một đứa đệ tử tâm lý nó cũng không có ổn. Hồi đó nó chơi mấy chú ở trong chùa đó, thì nó thương lắm. Nó mua bánh, mua kẹo, mua này mua kia, thậm chí nó mua điện thoại gì, nó trúng được mấy chiếc xe đạp, nó về nó tặng cho mấy chú để đi học. Cái bữa đó không biết xúm nhau chọc ghẹo bất mãn gì hết trơn á. Cái tôi đi công việc về mà tôi thấy nó vừa khóc mà hai tay nó xách hai chiếc xe đạp nó đi ra ngoài vậy nè. Cái tôi hỏi, ủa sao vậy con? Mấy ổng á, hỏi mấy ổng sao? Rồi con dắt xe đạp đi đâu vậy? Con không có cho gì nữa hết á. Hôm nay á chọc ghẹo con rồi, con không có cho nữa. Vừa khóc vừa xách hai chiếc xe đạp đem đi về. Thì tôi vô tôi hỏi tại sao vậy? Thì nói là hồi đó chiếc xe đạp này nó trúng thưởng, cái nó đem nó tặng cho mấy chú đi học. Rồi bây giờ á mấy chú làm gì nó bực bội, nó lấy lại nó không cho nữa. Nó xách về. Nói chung là mình đem ra để mình cho thí dụ thôi. Cái hành động đó mang cái nghĩa là làm theo cái cảm tính. Tất cả cái sự cảm tính đó đều không đạt được ba la mật cả. Cho dù có đi chăng nữa là phước báo một sự giới hạn nào đó thôi. Cho nên ở đây khi các vị muốn công đức mình được lớn, và nhất là những vị hành Bồ Tát Đạo, tức là vận dụng để tu tập một con đường của Bồ Tát, thì các vị nên nhớ rằng khi làm một hành động phải mang tính cách là vô ngã và vô cầu, để đạt đến tam luân không tịch của một hành động mới gọi là bố thí ba la mật. Các vị đều biết qua cái hành động bố thí bất nghịch ý của gì, của ai? Thái tử Tu Đại Noa, đúng không? Trong đó đó, tôi nói vắn tắt thôi, không có thời giờ để chúng ta kể lại như một câu chuyện dài lê thê như vậy. Nhưng mà như thế này, Thái tử Tu Đại Noa khi phát tâm Bồ Tát hạnh, mà đây là một cái điều do Đức Phật tự thuật lại rằng, một kiếp quá khứ Đức Phật khi hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật là một Thái tử Tu Đại Noa phát tâm bố thí bất nghịch ý, tức là bố thí tất cả không có làm cho ai không hài lòng. Từ tiền bạc sự sản thân mạng cho đến vợ con quốc thành thê tử đều phát nguyện như vậy. Thì Thái tử đã bố thí tất cả những sự sản của gia đình, của hoàng cung hết rồi. Vua cha có bao nhiêu đem ra bố thí muốn hết rồi. Cuối cùng quần thần bất mãn cho nên mới tạo điều kiện đuổi Thái tử đi. Khi ra đi rồi Thái tử chỉ mang theo cái gì? Vợ, con với chiếc xe ngựa thôi. Nhưng mà trên đường đi có người xin cái xe ngựa, cho luôn xe ngựa xuống đi bộ. Đi bộ xong cái có người xin, xin con, cho luôn con, cho dù con nó chạy ôm bên chân cha, cha ơi con không thể rời xa cha được,
Cha đừng bỏ con như vậy, con theo cha mà cho dù khổ vui cách mấy con vẫn bên cha, đừng cho con đau khổ như vậy. Nhưng thái tử vẫn gạt lệ và chấp nhận ban tặng cho. Sau này tôi sẽ phân tích cái ý này cho các vị. Cho con xong rồi, vợ đau khổ vật vã nói rằng là chàng như thế là bất nhẫn. Đó, đi theo chỉ có con cái như vậy thôi mà chàng cũng cho được như vậy. Thì lúc đó thái tử Tu Đại No mới kể rằng: ngày trước em đã theo tôi, vào thời kỳ quá khứ của một đức Phật, tôi và em cùng cúng hoa nơi đức Phật, và em nguyện theo tôi thì tôi nói rằng trong đời này tôi bố thí, cho dù mai này vợ tôi cũng bố thí, em có chấp nhận hay không? Thì em đã nói rằng thấy nguyện vọng tốt và cao thượng của ta, cho nên em mới nói rằng dầu thế nào, cho nên một ngày nào đó em giúp chàng được thành tựu ước nguyện thì cho dầu hy sinh thân mạng em vẫn làm. Nàng có nhớ như vậy không? Và vì vậy cho nên cuối cùng phân tích hết như vậy, người vợ yên lòng ra đi. Cuối cùng xin vợ, cho vợ luôn. Vợ khóc lóc thê thảm cỡ nào, cho vợ luôn. Tôi nói tắt thôi, rồi tôi phân tích các vị. Có những người nói tu mà như vậy là nhẫn tâm, con cũng cho, vợ cũng cho nữa, như vậy lương tâm ở đâu, từ bi ở đâu mà làm như vậy, thì làm sao gọi là tu? Xin thưa các vị, cái điều này để gọi là ba la mật thì đừng nói nhẫn tâm. Nếu là ở một mức độ tương đối của một con người chưa hành ba la mật, tôi có thể cho tất cả mọi thứ, tiền bạc sự sản, nhưng tình cảm là không thể cho được. Thông thường là chúng ta như vậy. Các vị có thể cho tiền được, thậm chí máu mình cũng có thể sang ra cho được, nhưng mà đụng đến tình cảm tôi là phải chết sống. Có phải không? Có phải không? Hổng axit thì cũng giao lam. Có phải không? Thông thường là như vậy. Trong đời chúng ta đó, tình cảm là không thể san sẻ được. Tại vì sao vậy? Chúng ta sống trong ái tình, trong ái kiến mà. Cho nên ở đây, nhưng mà nếu một con người này mà tôi nguyện bố thí ba la mật mà ai đụng tới vợ hay chồng tôi mà cho giao lam là ba la mật chưa? Hả? Chúng ta phải thấy điều này. Ở đây không đặt về vấn đề là tình cảm vợ chồng hay là con cái, mà phải đặt vấn đề là anh có vượt qua nổi được thử thách này để đạt đến bờ kia hay không. Ở đây là muốn nói ngay chỗ đó. Nếu anh vượt qua được những rào cản này, anh vượt qua được những tình cảm của ngã ái, của chấp thủ này, anh vượt qua được thì anh thành tựu một đạo quả của một Bồ Tát hạnh. Còn anh không vượt qua được thì anh không có sai, nhưng anh cũng là một người bình thường như bao nhiêu chúng sinh trên cuộc đời. Thì đừng nói là cái này trớ trêu hay gì cả. Cho nên các vị mới thấy, khi bố thí ba la mật thì dầu con cái nó nắm chân mình, nó than khóc như vậy, nhưng mà một vị Bồ Tát không phải là không biết nó là con, biết nó là con của mình chứ, thương yêu lắm chứ, nhưng mà dính mắc ở trong này là mình đã tự nguyện rồi. Mình nguyện với lòng tôi sẽ vượt qua hết tất cả để tôi thành tựu được cái mục đích của ba la mật, mà bây giờ những cái thử thách này mà không vượt qua được làm sao thành đại nguyện được. Vì vậy cho nên phải tự chiến thắng lấy lòng mình mà thực hiện điều đó. Ở đây chúng ta phải thấy ngay cái chỗ này là hành đạo ba la mật là phải tự chiến thắng mình. Cho nên đừng có nói là tại sao thái tử Tu Đại No quá nhẫn tâm vậy, vợ con mà cũng phải làm như vậy, tiền tài sự sản đã đành rồi mà như vậy là không đúng. Khi các vị đã đạt được mục đích của bờ kia là nó có những thử thách vô cùng cam go như vậy. Nếu thông thường thì chúng ta đã thành Bồ Tát hết rồi, chẳng có ngồi ở đây mà như một chúng sinh như thế này đâu. Có phải vậy không? Vì khó làm cho nên ít người làm, vì khó đạt được cho nên chúng ta ít thực hiện được. Chính chỗ đó mà Xá Lợi Phất ngày xưa còn phải thất bại với con đường tu tập bố thí ba la mật này mà. Ngày xưa khi lúc Xá Lợi Phất là bố thí ba la mật đó, thì có nguyện cho hết tất cả dù thân phần đầu mắt tỷ não. Vậy mà có một thiên đế thích hiện ra làm một bà la môn xuống trước mặt, xin con mắt trái, xin con mắt về để làm thuốc uống. Xá Lợi Phất lúc hành đạo Bồ Tát á, móc mắt cho. Ông kia nói ý lộn rồi, phải xin con mắt phải về làm thuốc mới trúng. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất tiếp tục móc con mắt thôi, ông lỡ lộn rồi móc con mắt nữa đem cho. Hai con mắt cầm lên xong rồi ông nói hai con mắt này đồ vô dụng, thảy đất ông chà. Lúc móc mắt cho là đã một sự phát tâm, không có hối hận, không có ăn năn gì cả, không có phân biệt. Thậm chí móc một lần thứ hai lòng cũng không có nghĩ gì. Nhưng mà khi người ta đem hai con mắt mình đã móc bằng cả trái tim và lương tâm á, mà người ta thảy xuống đất để người ta chà đó, ngay hành động đó Xá Lợi Phất chịu nói sân tâm khởi lên, thất bại ba la mật con đường của bố thí. Một hành động như vậy đến cái giây phút cuối cùng mà không chiến thắng được. Các vị thấy
Cho nên đôi khi các vị làm gì chút nói tôi làm ba la mật, trời ơi tôi cảm thấy ớn. Chúc mừng các vị nhưng mà không biết các vị có được ba la mật không. Cho nên tôi không bao giờ tôi dám làm cái gì tôi nói ba la mật. Tôi mà nói ba la mật nói thầy lại cho cái lỗ mũi đi cái chết tôi à. Đời này chúng sinh đâu phải dễ độ đâu. Mình nói ba la mật nó làm liền á. Xin thưa các vị, cho nên ở đây khi mà chúng ta học tu, chúng ta phải biết khi hiểu và phân tích như vậy để chúng ta hành động. Nếu các vị cảm thấy rằng mình vượt qua được để ba la mật, tôi tiên dương, tôi khích lệ và tôi chúc mừng các vị. Một hành giả Bồ Tát rất hiếm có mặt trên cuộc đời này, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng dầu các vị chưa được ba la mật, nhưng mà các vị làm ở phương diện tương đối như một hữu lậu nhân thiên thì các vị cũng giỏi lắm rồi các vị. Các vị đang làm ở mức độ gọi là tạo cái phước duyên á, tu tập ở một mức độ dầu là luân hồi, dầu là tái sanh thì vẫn tốt hơn một người làm khổ thiên hạ. Ở đây chúng ta phải biết như vậy. Cái đó gọi là bước đầu tiên của tôi giải thích, đó là gọi là bố thí ba la mật. Như vậy để gọi là bố thí ba la mật là phải làm được những việc không thấy mình là người ban tặng, không thấy chúng sinh là người ơn để mình thọ nhận, và không thấy sở hữu những gì mình ban cho. Những cái này làm việc một cách vô ngã, an nhiên tự tại, làm mà không quay lưng lại, làm mà không kể ơn, thì ngay cái đó chúng ta sẽ đạt được ba la mật. Cho dù chúng ta không nói một lời, làm ba la mật đâu cần nói, thầy cũng làm ba la mật mà cần gì phải ghi, không cần giải thích câu đó, khỏi cần. Hành động ba la mật tự thân của nó là bản thể của nó có được hay không, chứ không phải do cái miệng mình nói ba la mật cái nó trở thành ba la mật. Không phải cái miệng mình nói nó phước nó trở thành phước. Phước, nhân quả hay ba la mật nó đi theo quy luật của một chân lý, chứ không phải đi quy luật của miệng người. Thậm chí nó không đi luật theo cái tâm đo lường của một con người mình nữa. Cứ hành tất cả đi, nó sẽ được ba la mật hay không nó sẽ đến. Ở đây là các vị phải nhớ như vậy. Đó là gọi là phương thức đầu tiên, gọi là bố thí ba la mật. Các vị cảm nhận được cái ý đầu tiên này chưa? Ở trong đây được bao nhiêu vị đã là từng làm được bố thí ba la mật đâu? Ở đây không có ngã, không có tướng gì hết á. Các vị đưa lên đại đi, tôi chúc mừng. Có không? Ủa sao vậy? Hả? Sợ rồi phải không? Xin thưa các vị, chúng ta tìm hiểu qua phương thức thứ hai, trì giới ba la mật. Trong trì giới này thì cái từ căn bản gốc của nó là thi la ba la mật. Thi la là trì giới. Trì giới như thế nào để đạt được đến bờ kia? Cái từ này nghe khó quá phải không? Thông thường Phật tử chúng ta khi phát tâm thọ năm giới là để làm gì? Hả? Quy thọ năm giới để làm gì? Hả? Để đừng rơi vào trong tam đồ khổ, có phải vậy không? Đức Phật đã từng dạy nếu muốn có thân người ở tương lai thì cố giữ gìn năm giới, để sau khi chết tái sinh không rơi vào trong tam đồ khổ. Vậy chúng ta muốn có một thân mới cho nên chúng ta giữ giới. Như vậy giữ giới ở đây là đang tu phước thiện chứ không phải là ba la mật đâu. Đang tu phước thiện tức là giữ giới vì sau này có một cái phước báo nào đó, sau một cái hành động mà mình làm theo lời Phật dạy. Vì vậy cho nên để gọi là làm cho đúng cái giữ giới ba la mật theo cái ý này, nó phải đúng cái nghĩa là tam tụ tịnh giới theo Bồ Tát hạnh mới đúng là để gọi là giữ giới ba la mật. Chúng ta giữ giới theo lời Đức Phật dạy chỉ mới là một trong ba cái gọi là tam tụ tịnh giới của Phật dạy thôi. Trong tam tụ tịnh giới bao gồm cái gì? Các vị cho thầy biết coi. Một là gì? Một là nhiếp luật. Nhiếp luật nghi, nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện, nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu, nhiêu ích hữu tình giới. Như vậy một người hoàn toàn giữ giới trong sạch, một tu sĩ, một cư sĩ, một người nào đó giữ giới trong sạch tốt đó, nhưng mà không có lợi cho ai hết á. Tốt đó nhưng mà chưa có lợi cho ai. Khi một người giữ giới hay làm bất cứ một việc gì mà theo giới luật, giữ một cách nghiêm khắc mà giữ như một sự khư khư thì đó là chấp thủ. Người chấp thủ thì người này bị ích kỷ về tính trong sạch, để tự thấy rằng mình giữ như vậy để mình trong sạch hơn người khác, mình cao thượng hơn người khác. Như vậy cái này mới có gọi là cái gì? Nhiếp luật nghi thôi.
Ví dụ bây giờ các vị là có năm giới, các vị giữ giới không sát sanh, thì các vị trọn đời các vị không giết con nào hết, thì cái đó gọi là gì? Là nhiếp luật nghi đó. Tức là các vị không đụng chạm đến sinh mạng của chúng sinh. Nhưng mà các vị chỉ là không giết hại chúng sinh thôi, thì các vị mới có tránh ác thôi. Nhưng mà các vị chưa gì? Chưa có làm lành, đúng không? Như vậy bây giờ ngoài nhiếp luật nghi, mà một vị hành giả Bồ Tát muốn có công đức trong cái hành động này, muốn làm sao để có phước báo cái này, thì phải là gì? Nhiếp thiện pháp giới. Cái giới để làm thiện có nghĩa là bây giờ tôi không có giết hại tất cả chúng sinh, đây là tôi nhiếp luật nghi rồi. Nhưng mà tôi thấy ai bán cá hay là đang sát sanh hay dẫn bò trâu gì chuẩn bị đi làm đó, mình thấy tội quá mình mua mình để phóng thích cho nó. Cái đó gọi là gì? Cái đó là gọi là nhiếp thiện pháp. Giữ giới chỉ mới là nhiếp luật nghi. Nhưng mà hành động thiện để ban tặng mạng sống cho chúng sinh, cái đó gọi là nhiếp thiện pháp. Tức là tránh ác rồi cái này bắt đầu mới làm lành. Cái công đức bắt đầu từ chỗ này. Nhưng mà chỉ mình làm thôi thì chưa gọi là thiện đâu. Cái hành động này mình làm mình thấy được hiệu quả và mình đã trải được từ tâm, thì mình làm sao tạo điều kiện cho chúng sinh, người thân mình, những chúng sinh khác bắt chước mình bắt đầu tu tập theo cái này nữa. Gọi là nhiêu ích hữu tình. Tức là dùng giáo pháp này để cho mọi người cùng tu, để cùng đạt được một cái mục đích này, thì cái Bồ Tát hạnh phải làm ở chỗ này. Nếu Bồ Tát hạnh chỉ làm việc đó là đây là việc phước thiện, mà tôi chỉ làm thiện là để là tôi thấy đời ác quá, chúng sinh ác quá, bây giờ tôi làm thiện để tôi được thoát khỏi cái ác này, còn chúng sinh mặc kệ nó, thì ở đây cũng tốt đó. Nhưng mà nó mới có nhiếp luật nghi, nó chỉ là cái phương diện, chưa phải là ba la mật. Nếu một người giữ giới thanh tịnh không thể gọi là ba la mật, mà người phải làm lợi ích cho chúng sinh một cái cách vô ngã như vậy nữa mới gọi là ba la mật. Cho nên các vị khi thọ Bồ Tát giới, các vị đọc trong Bồ Tát giới thì sao? Không phải dễ làm đâu. Ví dụ bây giờ chúng ta thường chúng ta phóng sanh. Ở đây có Phật tử nào từng phóng sanh chưa? Có không? Đưa ta lên coi. Ồ, nhiều quá vậy đó hả? Phóng sanh để thọ mạng được viên trường phải không? Đúng rồi. Bệnh tật nhiều quá, nhiều khi thọ mạng này ngắn ngủi quá, thôi phóng sanh để thọ mạng viên trường. Tốt. Nhưng mà cái đó làm trong phước báo hữu lậu nhân thiên. Cái đó có phước báo để thọ mạng viên trường, để bớt bệnh tật. Trên nguyên tắc của nó là như vậy. Nhưng mà các vị thấy rằng Bồ Tát dạy cho chúng ta tuyệt vời lắm. Bây giờ ví dụ một người thọ Bồ Tát giới ngồi trên xe, đi ngang qua một chiếc xe nó đang chở heo, chở gà, chở vịt, nó chuẩn bị đem đến lò xác. Người hành Bồ Tát đạo lúc đó phải làm gì? Đâu có thể nhảy xuống xe quắt nó lại để tôi mua, để tôi phóng sanh. Làm được không? Không làm được chuyện đó. Nhưng Đức Phật dạy, khi thấy chúng sinh chuẩn bị đi vào con đường chết, mà mình không có tiền để mua ba cái này, ngoài khả năng hoặc là không có thể mua được, thì phải thâm tâm niệm niệm hướng về chúng sinh đó bằng cả một tấm lòng đại bi, là nguyện chúng sinh ơi hãy hướng về Tam Bảo, hãy quy Phật Pháp Tăng Ni. Tức là đang thấy lòng từ của mình là chúng sinh này sẽ đi vào lò xác, tôi không có khả năng để mua các chúng sinh này để tôi phóng thích sinh mạng cho các ngươi, nhưng bằng cả lòng từ bi tôi nguyện tất cả chúng sinh này đều được phát Bồ Đề Tâm và thoát cái kiếp như thế này với một lý do nào đó. Người hành Bồ Tát đạo và người hành nhiếp luật nghi hay nhiếp thiện pháp hay là nhiếp ích hữu tình trong tam tụ tịnh giới của Bồ Tát không thể bỏ qua được điều này. Nếu các vị làm như vậy, các vị đi ngang một cái chỗ bán cá, thấy người ta lấy kéo người ta cắt họng, cắt mỏ, cắt bụng cá này kia, hay là đi ngang chỗ ta làm gà vịt ta mần liên tục như vậy, nếu đúng nghĩa của một Bồ Tát là bao nhiêu tiền có trong túi ngay lúc đó phải mua liền để phóng thích những chúng sinh sắp chết này. Cho dù là lúc đó tôi cầm có thể một cái tay này, ai cầm được bao nhiêu cũng có làm. Nếu đúng nghĩa của Bồ Tát là nó như vậy. Ghê lắm, chẳng phải là bình thường như chúng ta mà hở là chúng ta nói ba la mật đâu. Thì bây giờ chúng ta không có khả năng, bây giờ chúng ta chỉ mua được 5-7 con gà, 5-7 con vịt này, chúng ta sẽ phóng sinh. Thì thật ra với các vị, ở mức độ thông thường tương đối, chúng ta làm như vậy là quá tốt rồi. Bây giờ các vị thường mua chim và mua cá lúc chút về phóng sinh. Tại sao vậy? Bởi vì các vị đâu có khả năng mua con bò để phóng sinh đâu. Có ai mua con bò phóng sinh không? Đó. Đâu có nổi, phải không? Con bò giờ mắc lắm chứ bộ. Hay là chúng ta đâu có khả năng mua con trâu để phóng sinh đâu.
Nhưng mà nếu gọi là Bồ Tát thì trâu, bò, gà, vịt, cá, tép, cái gì không cần biết. Nhưng mà trước mắt chúng ta một chúng sinh này chuẩn bị chết thì phải làm nè. Cho dù là đem thân này đi ở đợ để lấy tiền này chuộc một sinh mạng chúng sinh cũng phải làm. Cái đó làm để gọi là gì? Làm gọi là ba la mật ở chỗ này. Các vị thấy không? Cái ba la mật chỗ vậy đó. Như vậy thì không sát sinh là giữ giới mới gọi là nhiếp luật nghi. Nhưng mà phải ban tặng sự sống cho chúng sinh nữa mới gọi là nhiếp thiện pháp. Và vận động tất cả chúng sinh cùng làm những cái điều này để các loại chúng sinh khác được cuộc sống an lành. Cái đó gọi là nhiêu ích hữu tình. Thì tất cả những luật khác đều như chăng như vậy. Cho nên Bồ Tát giới không thích một con người chỉ khư khư giữ giới. Một người chỉ biết khư khư giữ giới thì chúng ta mắc phải rất nhiều. Có người chưa tu thì rất là dễ chịu, mà tu rồi rất là khó chịu. Có không? Ha. Trong gia đình chưa ăn chay niệm Phật thì thôi, tới ăn chay niệm Phật á, phân chia đầy đường hết. Phân chia này của tôi nè, này giờ này tôi tu nè, giờ này ông coi phim nè, giờ này tôi ngồi thiền nha. Còn chén này tôi ăn chay nè, chén này ông ăn ăn mặn à, nồi này nồi tôi à, nồi này nồi ông à, phải không? Chúng ta cứ bị cái câu chấp như thế đó rồi chúng ta nói là mình có tu, ông không có tu, cho nên mình phải chia ra là tôi sạch, ông dơ, phải không? Cho nên đó, chúng ta bị mắc cái bẫy ngay tới đó mà chúng ta tu mà không gọi là giải thoát được. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện này hoài, đó là câu chuyện mà hai thầy tỳ kheo đi ngang một cái con đường đó, ngang một khúc sông, có một cô gái rơi xuống sông té sắp chết. Hai thầy tỳ kheo điều thọ tỳ kheo có nghĩa là giữ giới, thì cái giữ giới có nghĩa là không xúc chạm đến người nữ chứ gì. Một vị kia làm ngơ bước qua, nhưng ông này nhảy xuống ôm lên bờ, cứu cô gái lên bờ xong rồi. Trên đường về cái ông kia cũng trách ông này hoài: thầy tu gì mà còn ôm gái. Tức là cứ nói như vậy thì trách từ đầu đường này cho đến trách gần tới tu viện mà cũng cẩn còn nói hoài. Thì ông thầy này mới đầu thì ông cười thôi, nhưng mà lời cuối cùng mới nói là: tôi nhớ hình như là tôi đã bỏ cô gái lại bờ sông đằng kia hồi nãy rồi mà, sao thầy còn mang về tới đây? Ngay cái câu đó các vị thấy chỗ nào? Cái người giữ giới mà giữ như ông thầy kia đó chỉ là nhiếp luật nghi, nhưng mà không có thiện pháp và không có nhiêu ích hữu tình. Tức là anh chỉ làm sạch cho anh một cách ích kỷ mà không có lợi ích cho ai cả. Cho dù một sinh mạng chúng sinh sắp chết mà anh cũng không khởi lòng đại bi đến cứu nữa. Nếu anh cứu một con người đưa lên để bảo vệ sự sống cho họ, anh có lỗi gì? Đâu có lỗi gì đâu. Cái ông thầy đó ông nhào xuống cứu, nhưng mà ông bỏ ở bờ sông đó rồi. Ông này ông không cứu mà ông ôm về tới đây, có phải vậy không? Trong đầu ông nhớ hoài có nghĩa là ông ôm về tới đây chứ gì. Như vậy ai là người giải thoát hơn ai? Một ông thầy làm ngơ để đi về tới tu viện để gọi là mình trong sạch mà nhớ hoài cái chuyện đó, và một ông này làm xong rồi tự do đi về, ai giải thoát hơn ai? Cái câu này quan trọng lắm. Cho nên Phật pháp ở chỗ là tâm mình có bị dính mắc hay là ràng buộc hay không, cái điều đó mới quan trọng. Vì vậy cho nên Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ dạy sao? Tâm mình thì không cần trì giới mà hạnh trực thể, không cần tu thiền là chỗ này. Lòng đã yên rồi, lòng không móng động, lòng không tham sân si rồi, lòng không tham tài sắc danh lợi rồi, thì khỏi cần giữ giới. Giữ giới làm gì? Người này đâu có dính mắc đâu giữ giới. Ví dụ bây giờ một cái con mèo, con chó gì mình mới mua về, mình có cột, có nhốt nó không? Vì sao vậy? Vì nó mới quá mình không nhốt nó đi. Như vậy bây giờ nó đã trở thành cái con quấn quýt lúc nào cũng theo bên chân mình cần nhốt nó không? Cái đây là cái chỗ cần để ý. Giới là dĩ khi chúng ta còn buông lung, chúng ta còn dính mắc. Cho nên tu mà những khi mà chúng ta quá cố chấp như vậy đó thì chúng ta sẽ bị cột trói trong cái phương pháp tu hành, chúng ta cũng không có an lạc đâu. Cho nên ở đây các vị để ý là có một số người càng tu mình thấy càng sợ, có phải không? Chưa phát tâm tu thì thấy không sợ, tới phần phát tu không dám lại gần, ớn quá mà. Thành ra ở đây các vị thấy rằng hiểu được Phật pháp, các vị sẽ sống rất tự do tự tại chỗ này. Vì vậy trong kinh Di Ma Cật, tại sao ngài Di Ma Cật nói là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng là chỗ này. Dù là trà đình quán, quán trà, quán nhậu gì, tất cả mọi thứ cũng là đạo tràng thanh tịnh. Cái đó ngài sánh ví giống như một cục binh châu hay là một viên kim cương thảy vào đống phân bò, có bị nhiễm không? Đây là cái chỗ này.
Cho nên tế điên ăn thịt chó uống rượu mà vẫn là một vị A-la-hán hay là một vị Bồ-Tát cũng độ vô số chúng sinh. Nhưng mà chúng ta không dám làm đâu. Chúng ta làm là bị đọa liền á. Bởi vì chúng ta không phải là kim cương mà chúng ta đang là cục mút. Có phải không? Các vị nhớ là chỗ này. Cho nên chính cái chỗ đó, khi gọi là giới ba la mật, nó phải đầy đủ tam tụ tịnh giới, có nghĩa là giới này của Bồ Tát giới. Vì vậy khi các vị thọ Bồ Tát giới, cái điều này cư sĩ vẫn thọ được. Không phải đòi một người tu như thế này, người tu cũng thọ được mà người cư sĩ cũng thọ được. Đó, có nghĩa là một cái giới của Bồ Tát gọi là đạo tục thông hành giới, có nghĩa là người cư sĩ, người đời điều hành được Bồ Tát đạo cả. Vì vậy cho nên khi gọi là giữ giới ba la mật là nó phải là như vậy. Có nghĩa là chúng ta làm sao trong một phương pháp này phương tiện để độ được mọi người. Càng nhiều người từ bỏ ác tâm, càng nhiều người tu hành, thì hạnh nguyện của một Bồ Tát sớm thành tựu và giới thân huệ mạng của một người thực hiện Bồ Tát mà giới ba la mật đó càng sớm thành tựu. Còn tu như một cái vị này, tôi kể cái câu chuyện các vị nghe là hai vị thầy đó, thì cái đó như thế là một vị hành đạo như vậy, thì cái đó với cái quan niệm của Bồ Tát thì Bồ Tát không chấp nhận. Bây giờ ví dụ các vị đọc trong kinh để kể về cái cuộc hành đạo của Đức Phật ngày xưa khi làm bộ Bồ Tát, từng giết một kẻ cướp để cứu 500 thiền muôn, có nhớ không? Như vậy khi giết một kẻ cướp, Bồ Tát phạm giới gì? Giới sát. Nhưng mà tại sao Bồ Tát hạnh thì lại thành? Tại sao lại thành? Tại vì sao vậy? Trong rừng 500 thiền muôn này có một kẻ cướp. Kẻ cướp này dự định trong đêm nay sẽ ra tay giết 500 thiền muôn này để cướp lấy của. Lúc đó Đức Phật hành đạo Bồ Tát biết rất rõ kẻ này nó chuẩn bị ra tay giết 500 người, thì Ngài mới nghĩ rằng nếu để mày giết 500 người mày phải đọa 500 kiếp, và 500 người này phải chịu oan mạng dưới cái sự giết chóc của mày. Như vậy thì bây giờ thà tao giết một mạng này để tao chấp nhận, tao tái sanh, tao trả nghiệp một mạng, nhưng mà không có để cho mày phải chịu oan nghiệp 500 đời. Khởi tâm Bồ Tát như vậy, thà chấp nhận hy sinh tân mạng kết liễu một người để cứu lấy 500 người này. Như vậy trên tinh thần của Bồ Tát đạo là cái quan niệm này nó khó hiểu lắm. Các vị phải có trí tuệ mới hành được Bồ Tát đạo một cách đúng pháp và sâu sắc. Còn bằng không, thay vì chúng ta cứ tu phước báo hữu lậu đi, đừng có nói tôi tu theo ba la mật mà cuối cùng không biết mật gì, mật gấu. Cái đó phải để ý à. Trong cái giới nó là như vậy, các vị hiểu được như vậy. Cho nên khi mà các vị thấy rằng khi dùng cái chữ ba la mật mà dính vô trong đó đó, các vị phải thấy cái nghĩa nó rộng lắm. Cái nghĩa nó rộng lắm. Ví dụ các vị là người cư sĩ không có gắn ba la mật thì năm giới của các vị chỉ là năm giới là nhiếp luật. Nhưng mà để gắn ba la mật thì các vị thấy rằng năm giới đó khủng khiếp lắm à. Cả một hạnh nguyện lận à, chứ không phải bình thường đâu. Nó là nền tảng căn bản cho tất cả các thiện pháp đó. Đấy, cái thứ ba là gì? Nhẫn nhục ba la mật. Trong cái từ của kinh, trong Đại Trí Độ Luận á, thì gọi là sằng đề ba la mật. Sằng đề có nghĩa là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là chấp nhận, nhịn chịu sự quỷ nhục của người khác, chấp nhận, nhịn chịu cái sự làm nhiều thứ của người khác mà mình bức xúc. Người ta có thể hiếp đáp mình, người ta có thể du oan mình, người ta có thể đổ quạ mình, thậm chí người ta làm xây xát đến mình. Như một người hành nhẫn nhục ba la mật thì vẫn cam chịu một cái oan trái như vậy, cái đau đớn như vậy, thì cái đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nhưng mà thông thường người cư sĩ chúng ta có tu nhẫn không? Có không? Bây giờ ví dụ như thế này, hai đứa con mình nó đánh lộn nhau, đứa con của mình đánh lộn với đứa con của hàng xóm, mình không có muốn cho nó đánh lộn nữa, mình nói con à, thôi đi, câu nhịn chính câu lành, con nhịn nó một chút cũng đâu có sao. Nó nghe má nó khuyên hay quá, dẫn nó về. Nhưng mà trên đường về nó nói, nó thiệt với má hả, má mà không khuyên con hồi nãy là con đục cùng mỏ nó rồi hả? Cái đó nó nhịn đó, nhưng mà nó nhịn nó ấm ức, thì cái đó không thể gọi là ba la mật. Nó có thể nhịn để không gây một hành động tác tệ, nhưng mà tự thân của nó để gọi là ba la mật thì nó không có đúng. Ví dụ bây giờ cái việc đó, chúng ta biết rằng người ta ăn gian mình, mình không đủ sức để mình cưỡng lại người ta, hay là không đủ sức để mình đòi nợ lại,
hay là mình không đủ sức để mình dứt lại cái điều đó. Thì vì không đủ sức cho nên mình phải ôm lòng chịu, nhưng mà trong lòng mình quán lắm, dứt khoát rằng một ngày nào đó kiến ăn cá là phải cá phải ăn kiến, dứt khoát một ngày nào đó phải trả lại sòng phẳng cái như thế này. Mày nhớ đi, mày hôm nay mày đủ thế lực như vậy, mày hại tao thì mày mới như vậy. Mình không hoàn toàn không đáp trả nó lại bất cứ một cái gì hết, nhưng mà trong lòng mình ôm như vậy. Thì có nhẫn nhục không? Có nhẫn nhục mà không có ba la mật. Tức là mình nhịn một cái điều đó, nhịn không có nghĩa là ba la mật, mà ở đây là chúng ta không trực tiếp đối đầu để ấu đả hay làm chuyện đó thôi. Cho nên ở đây các vị thấy, khi gọi là nhẫn nhục ba la mật tuyệt vời lắm. Các vị nhớ đọc trong Luận Bảo Dương Tam Muội, đó là 10 điều tâm niệm đó. Cái câu cuối cùng ai nhớ đọc cho thầy nghe coi. Quan ức không cần bài tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì quán đối kéo dài. Cái câu này Phật tử hay dùng. Nhiều khi thấy người ta quan như vậy á, ví dụ bây giờ người ta nói tôi ăn cắp gà, nói ông thầy Phước Tiến không ăn cắp gà, tôi tức quá tôi ra tôi cãi, thì nói thầy tu thầy quan ức không cần bài tỏ. Thì ngay cái câu đó theo các vị nghĩ trúng hay là trật? Bây giờ ví dụ đi, chú này, chú không có làm gì hết, nhưng mà ta nói là chú đi mới giật hột vịt lộn đâu đó, đi về nhà. Rồi người ta nói là chú vậy đi giật hột vịt lộn. Chú cảm thấy rằng là hồi sáng giờ mình ở nhà mình đâu đi đâu, mà bây giờ nói mình như vậy thì mình tức quá mình ra mình nói là tôi không có giật. Nó làm cái gì mà đi nói tôi như vậy, nói quan tôi như vậy, mình bào chữa như vậy. Thì có người nói thôi anh tu rồi, quan ức không cần bày tỏ. Đúng không? Xin thưa với các vị, tại sao thầy phải cho thí dụ như vậy? Khi mà mình nhẫn nhục cái điều đó hay là mình biện bạch cái điều đó, không có nghĩa là mình không có nhẫn. Mình nhẫn nhưng mà không có nghĩa là mình hành ba la mật. Mình xài cái chữ ba la mật như vậy á, là mình sẽ bị kẻ khác á, nó lợi dụng, nó đập đầu mình chết luôn á. Nó hại mình chết luôn á. Có nghĩa là nó cứ nói cái gì mà cũng ậm ực chịu. Nó đổ quan cho mình cũng chịu. Nó nói xấu mình cũng chịu. Xin thưa các vị, để gọi là nhẫn nhục mà ba la mật thì cái đó các vị tự quyền. Nhưng để gọi là trên cuộc đời mà các vị không bày tỏ kiểu đó là các vị chết. Cho nên ở đây tôi phân tích để các vị thấy là nếu các vị gọi là đang hành nhẫn nhục ba la mật, các vị cứ làm. Nhưng mà các vị sống giữa đời thường này, các vị phải để ý chỗ này. Người ta nói tôi quan, tôi có quyền biện bạch. Người ta nói tôi ăn cắp, tôi có quyền nói tôi không có ăn cắp. Người ta nói chú này ăn cắp trứng gà, mà chú này nói tôi có quyền, tôi nói tôi không ăn cắp trứng gà. Cái đó không có lỗi. Nhưng mà gọi là chú này đang nguyện hành ba la mật nhẫn nhục thì có lỗi. Còn nếu chú chưa nguyện ba la mật thì chú có quyền biện bạch. Anh nói tôi bậy, tôi có quyền bào chữa chứ tôi có lỗi gì? Trên cuộc đời này ai nói quan mình có quyền bào chữa? Không thể nào mà nói với cách như vậy được. Cho nên ở đây chúng ta phải phân tích rất là kỹ cái chỗ này để chúng ta không lầm. Người ta đổ quan cho mình, người ta du quan giá quả hay là người ta ức hiếp mình cái gì đó, trên nguyên tắc bào chữa cái đúng theo luật pháp, người cư sĩ Phật tử làm không có sai. Nhưng mà các vị thọ Bồ Tát làm thì có sai ạ. Các vị phải thấy cái này. Cho nên khi nào các vị cảm thấy rằng cần nhẫn nhục ba la mật thì cứ ứng dụng ba la mật. Còn nếu không cần vì giáo hóa ai, muốn đối trị ai thì các vị phải sử dụng ở mức độ bình thường thôi. Bây giờ thầy phân tích cái câu này. Các vị đều biết qua cái câu chuyện là Quan Âm thị kính, đúng không? Như vậy khi mà thị mầu đến du quan rằng thị kính, tức là lúc đó đi tu là kính tâm á, là người tạo ra cái bào thai này, thì bây giờ lúc đó làng bắt kính tâm ra đánh đập, bởi vì kính tâm là người phạm giới. Thì khi lúc đó kính tâm im lặng chấp nhận, và vị thầy cảm thấy đau lòng, nhưng mà cũng phải là dịp đệ tử mình sai thì phải chịu thôi. Sau này khi mà chúng ta đọc lại sử, chúng ta nghe cái đoạn đó chúng ta tức lắm, có phải vậy không? Nếu kính tâm lúc đó nói là tôi là gái thì sao? Làng sẽ quay lại bắt phạt cô kia liền, đúng không? Bắt phạt thị mầu liền. Đó, tại sao mà vô quan là thứ nhất, thứ hai nữa là có chữa quan là hai tội lẫn. Chữa quan là tội thứ nhất, tội thứ hai là đổ quan cho người khác. Hai tội này thì thị mầu bị phạt rất là nặng.
Nhưng lúc đó kính tâm hoàn toàn im lặng. Như vậy thì bây giờ học Bồ Tát hạnh chúng ta mới hiểu được chỗ này. Cái này không có quan ức. Nếu kính tâm vượt qua được thử thách này thì kính tâm là Bồ Tát. Kính tâm không vượt qua được cái này, kính tâm là một phàm phu. Chúng ta thấy chỗ này không? Như vậy vượt qua được thì gọi là nhẫn nhục ba la mật, không vượt được thì không có mật gì cả. Các vị thấy chỗ này không? Thành ra khi đã nói là nguyện làm một điều gì đó thì không có nói là người ta xấu, người ta ác, người ta tệ. Mà cái này chúng ta đã nguyện rồi thì thiên hạ có làm cái gì mà chúng ta tự thắng được với lòng mình thì chúng ta thành công. Cho nên ở đây các vị phải thấy rằng học tu theo Phật Pháp phải nhận thấy các pháp nó rất là rõ như thế này. Khi nào làm ở một phương diện tương đối và khi nào làm với hạnh nguyện Bồ Tát, khi nào là phước báo hữu lậu mà khi nào là vô lậu, chúng ta phải phân biệt rất là kỹ. Cho nên tôi có đọc cái câu chuyện mà tôi thấy rằng cái nhẫn nhục tương đối nhưng mà không dễ vượt qua. Đây là câu chuyện trong là chuyện cổ Phật giáo thôi, nhưng mà rất là hay. Có hai thầy tỳ kheo này phát tâm tu hành. Một thầy tỳ kheo tên là Năng Nhẫn và một thầy tỳ kheo còn lại tên là Bất Nhẫn. Khi cả hai thầy này cùng tu đến một thời gian á, thì đến trước Phật và Phật thọ ký cho thầy Năng Nhẫn được thành Phật và lên tòa sen ngồi. Còn thầy Bất Nhẫn không được thọ ký, cho nên ông mới bực bội, ông mới thưa với Đức Phật rằng, ông nói tại sao giữa con và ông này hai người cùng tu như nhau, thời gian như nhau, mọi thứ như nhau, mà hôm nay ông này được Đức Phật đưa lên tòa sen, còn con thì lại phải đợi chờ. Phật nói rằng ngươi còn sân si lắm, ngươi chưa có lòng vị tha, ngươi chưa có tha thứ, và lòng ngươi còn nhiều vấn đề đố kỵ, giận hờn, cho nên ngươi phải tu tập thêm đi 3 năm nữa để thuần thục, rồi ngươi cũng được thọ ký thành Phật. Ông này nghe như vậy thua buồn và đi trở về mới phát tâm tu tập là nguyện tu nhẫn nhục. Khi mà tu nhẫn bằng cách như thế này là vào trong một gốc cây ở trong rừng, ngồi ở trong đó đó, và nguyện tu là không lay động, không nhúc nhích và không nói. Ai có làm cái gì, chúng sinh nào có làm cái gì, thậm chí mưa bão hay là rắn rít kẹp hay là thậm chí bất cứ cái gì cũng không bao giờ quán trách và không bao giờ la lối. Thì ông ngồi trong gốc cây thời gian đó thì các vị biết là kiến cắn nè, mũi đốt nè, thậm chí mấy con vật đổ đi qua nó thấy giống như một cái khúc gì lạ lạ, nó giữa giữa nó cạ cạ luôn, nó gãi ngứa vậy đó. Ông cũng hoàn toàn im lặng bình thường. Thì á, qua năm thứ ba, cái mùa hè năm đó thì có đôi vợ chồng con chim đó, nó về nó đè ngay lỗ tai ông, nó làm cái ổ. Thì ổng thằng nguyện tu nhẫn nhục tha thứ hết tất cả, ông không có bao giờ bận tâm với này. Thì kệ nó làm ổ, nó kệ nó. Hằng ngày nó tâm sự nó gì đó trên lỗ tai ông nghe hết á, nhưng mà cũng mặc kệ nó. Thì thời gian làm ổ xong rồi nó đẻ trứng rồi nó nở con, rồi con nó lớn lên đồ rồi, thì ổng vẫn im lìm để cho nó làm bình thường như vậy. Thì đến một ngày đó đó, khi con nó bắt đầu lớn lên rồi thì mỗi một con đi kiếm ăn một ngày. Con chim trống đi kiếm ăn thì con chim mái ở nhà, con chim mái đi kiếm ăn con chim trống ở nhà. Thì hôm đó con chim trống ở nhà mà chim mái nó đi kiếm ăn mà nó kiếm cả ngày sao không có gì hết trơn á. Cuối cùng nó thấy cái ổ nhện văng trong một cái đóa hoa. Và cái đóa hoa này rất là lạ là mỗi tối về là nó bị sụp lại. Thì con chim này nó thấy con nhện cho nên nó bay xuống nó săn, nhưng mà con nhện nó lẩn tránh trong các cành hoa cho nó lôi hoi nó kiếm. Mà buổi chiều là khi mà tối về, khi mà trời tắt nắng là tự nhiên bông đó nó sụp. Nó sụp mắc kẹt con chim trống này, nó không về được. Cái con chim trống ở nhà nó đợi hoài sao hôm nay nó không về. Nó cằn nhằn cửa nhưỡi bên lỗ tai ổng hoài, ổng nghe hết chứ bộ. Thì nó trách, nó móc cả đêm đó, nó lôi hoi con cái nữa. Nó bay vô bay ra, nó giận hờn, nó tức tối là đủ thứ hết. Sáng hôm sau cái hoa nó mới nở, con chim kia mới bay về được. Bắt đầu hai vợ chồng nó cãi lộn. Nó cãi suốt một cái ngày đó bên lỗ tai ổng, ổng nghe hết á. Con này nó mắng mỏ con kia, kia mắng mỏ con nọ, còn con cái của nó la đầy bên lỗ tai này, tại làm lỗ ngay lỗ tai mà. Ông cũng gắng mà nhịn mà nghe. Tới cuối cùng á, sáng ngày hôm sau nó còn là vẫn còn làm nữa các vị. Nó đem chuyện đó ra làm nữa. Lần này ông mới kê nguyên cái tay vậy nè, ông mới bóp vậy nè. Bóp nguyên cái ổ chim luôn.
tao đâu phải là tao ngồi đây để cho nghe vợ chồng mày cãi lộn, mày là cái thứ gì? Ông hốt lên nguyên liền xuống, chim mẹ chim cha chim con gì chết queo chừng. Thì gần cuối một cái thời kỳ của ông tu rồi, cuối cùng thất bại không thành. Trải qua một thời gian thất bại rồi, Bồ Tát hạnh không thành, cuối cùng 3 năm trôi qua không được thọ ký. Cho nên bắt đầu nguyện một lần cuối cùng trong đời là nguyện lần này làm người chèo đò. Tức là đò này đưa tất cả mọi người sang sông mà đưa không lấy tiền. Bao giờ đưa đúng 100 chuyến đò mới ngừng tay, còn chưa đúng 100 chuyến là không ngừng tay, cứ chèo mãi như vậy. Cho nên ổng mới chọn một khúc sông vô cùng hiểm hóc, sông lớn, sóng gió và thường có cái nguy hiểm xảy ra, nhưng mà ổng vẫn chấp nhận ổng chèo đò. Ổng chèo đò được hơn 2 năm rồi, gần 3 năm rồi, mà được tổng cộng là 98 lượt người đi qua dòng sông đó. Thì ngày hôm đó đó, lần cuối cùng còn khoảng 10 ngày nữa là ổng đã hoàn thành tâm nguyện của một người nguyện nhẫn nhục để chèo đò đưa khách sang sông. Thì có hai mẹ con người đó, bắt đầu bữa đó là trời sao mà giông tố, nước chảy cuồn cuộn rất là vất vả. Nhưng mà khi hai người này muốn qua đò thì ông này rất là mừng, vì hạnh nguyện của mình sắp thành, hai người này nữa là đủ 100 người mình đưa sang sông. Cho nên lúc đó ông rất là vui, ông chấp nhận đưa. Thì hai cái người này khi mới bước, hai mẹ con cô này mới bước xuống sườn, thì cái người là quý phái lắm. Cho nên á, ông chèo cẩn thận nha ông, lắc lôi này kia kia nọ là ông bị đòn với tôi đó. Thì cái câu đầu tiên thì nghe nói thì ông này cũng thấy chắc là bà này cũng dở quang hay gì đó, cũng nghe khó chịu nhưng mà bình thường. Sau khi cả một sự vất vả rồi để vượt qua được cái sự gió sóng, qua một con sông lớn như vậy, đưa hai mẹ con bà này vừa sang sông tới bờ, thì bà nói: chết rồi ông ơi, tôi bỏ quên cái giỏ ở bên bờ, nhờ ông phải phiền quay lại lấy giùm tôi. Ông này rất là vui vẻ, cũng cảm thấy rằng người ta lỡ quên thì thôi. Cho nên quầy đò vượt sóng rất là cực khổ để trôi qua, bơi qua bờ bên kia để lấy cái giỏ đồ cho cô này. Vừa rồi quay đồ cho cô này xong rồi, đem vừa đem lên tới bờ, cái cô nói: chết rồi, còn đôi dép nữa, còn đôi dép của con tôi nữa đâu, phiền ông qua bển lấy giùm tôi. Thì cái lần này ông không kiềm chế được cái lời giận tức, ông kêu hai cái con tiện tỳ kia: đâu phải tao sanh ra trên cuộc đời này để tao làm nô dịch cho mày, mày hãy cút đi. Thì hai cái câu nói đó vừa dứt lời thì tự nhiên cái người ở bên bờ đó, đó mới hiện hình là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì lần này ông này hết rồi, thì ông nó mới nói là: đây là lần cuối cùng ta cho ngươi cơ hội, ta thử lòng ngươi ở một mức độ hôm nay có tới đâu rồi, nhưng mà ngươi cũng không vượt qua. Và cuối cùng sự tích con chim tu hú là từ cái đó. Thì ở đây tôi muốn nói rằng có thể đó là một câu chuyện, nhưng cũng có thể là nếu Bồ Tát hạnh là chuyện này rất dễ xảy ra. Các vị không nguyện thì thôi, nếu các vị lập nguyện để trở nên một cái gì vĩ đại, các vị sẽ thấy. Có một cái câu chuyện mới nhất, mới là tôi cần phải quá giải nhưng mà tôi cũng mệt mỏi rồi nè. Hai vợ chồng anh này, vợ thì còn trẻ ba mấy tuổi thôi, anh cũng bốn mấy tuổi thôi, nhưng mà anh thích Phật Pháp quá cho nên anh nguyện trong năm nay anh đi tu. Anh mới nguyện có mấy tháng gì đó, bây giờ tự nhiên vợ anh có người yêu mới. Anh lồng lộn lên, ông nói: con bỏ tu rồi thầy ơi, con phải giải quyết việc nhà. Lúc trước anh chuẩn bị đi tu thì vợ anh ủng hộ, vợ anh cũng là người mến mộ Phật Pháp, cho nên nghe chồng như vậy thì cũng sắp xếp được đâu vào đó. Nhưng mà thật sự vì gia đình ảnh là một cơ sở đó, cho nên có rất nhiều người làm. Thì trong vô số người đó, tôi nói tắt thôi, nói nhiều quá phiền đến gia đình người khác nó. Thì có một người đã để ý, và lúc đó nó mới xảy ra chuyện này. Cho nên ảnh nói là nếu mà như vậy thì anh đi tu cũng được, khỏi gài con dở chết dở sống rồi nè. Anh nói thật với tôi như vậy. Thì tôi nói là ai kêu anh nguyện đi tu còn chi. Nếu chấp nhận đi tu thì xem việc đó là thường mới đi được á chứ. Còn nếu hôm nay nguyện tu thì mặc kệ nó, nhưng mà lỡ mà cô này cũng giỏi đó, có nghĩa là làm trước khi anh đi tu, chứ đợi anh đi tu chừng một tháng rồi làm đó, lúc đó anh mới tự giận đó. Xin thưa các vị, các vị nguyện thì các vị phải chấp nhận ha. Không ai buộc các vị làm điều đó, nhưng mà các vị phải nguyện thì phải chuẩn bị cho mình cả một bồ đề tâm. Còn nếu không chuẩn bị được điều này, các vị khó mà thắng mình lắm. Cho nên ở đây các vị cứ tu học,
Vì chỗ đó các vị tu phương diện nào cũng tốt. Nếu thấy mình chưa đủ sức thì hãy tu theo khả năng. Còn cảm thấy rằng một lần phủi duỗi một lần xong thì bằng cả một bồ đề tâm như vậy rất tuyệt vời. Đó là đang đi trên con đường của ba la mật. Như vậy để hành được nhẫn nhục ba la mật thì phải như vậy đó. Còn bằng không thì chúng ta cứ cái gì nhịn được nhịn, nhịn không được thì phân trần. Điều đó không có lỗi ở phương diện tương đối của thế gian. Còn để gọi là quan ức không cần bày tỏ, các vị đừng sử dụng như một đại trà. Các vị sử dụng kiểu này có ngày người ta đứt tim người ta chết đó. Tại vì chịu đời không có nổi rồi đứt tim mà chết chứ không có gì hết trơn á. Chỉ sử dụng với người nào nguyện hành nhẫn nhục ba la mật. Cho nên câu đó là dạy cho Bồ Tát chứ không phải dạy cho tất cả chúng ta. Những người bình thường như thế này đố ai làm được câu quan ức không cần bày tỏ. Các vị xưng phong đi. Cho nên các vị dùng mà không đúng chỗ thì chúng ta ép uổng cho pháp môn mình hành trì. Các vị nên nhớ là như vậy. Thứ tư là gì? Tinh tấn ba la mật. Cái từ kinh gốc gọi là tỳ lê gia ba la mật. Tỳ lê gia là nghĩa là tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là sự nỗ lực không ngừng. Thông thường tất cả chúng ta đều có tinh tấn hết. Tinh tấn là sự nhiệt quyết, một cái bầu nhiệt quyết, một cái sự hăng say. Tất cả hạnh nguyện nào mà không có tinh tấn là không thành, thấy không? Hạnh nguyện mà không có tinh tấn là không thành. Tinh tấn là một bầu nhiệt quyết như một năng lượng để thúc đẩy cho cái hành động đó sớm thành tựu và giúp cho mình như một cái sức để mình vượt qua. Nhưng mà để gọi là ba la mật thì nó lại khác à. Thông thường ai cũng có tinh tấn hết á, nhưng mà chưa hẳn là ba la mật. Ví dụ bây giờ chúng ta là học dở quá, bây giờ chuẩn bị đến kỳ thi, hay là chúng ta học đã từng bị ở lại, chúng ta giờ muốn lên lớp chúng ta cố gắng học, nhưng mà chúng ta học 5-3 tháng chúng ta không có kết quả, cái chúng ta nản. Thời gian chúng ta nỗ lực đó gọi là gì? Là tinh tấn đó. Nhưng mà không có ba la mật, có nghĩa là chưa đạt đến mục đích mà đã thối lui. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, lập trường cũng là một cái để giúp cho chúng ta, để gọi là ung đúc cho sức tinh tấn của mình. Tinh tấn là một năng lượng, là một bầu nhiệt quyết của con người. Nếu ai không có bầu nhiệt quyết này rất khó thành tựu cho công việc của mình. Cho nên trong cuộc đời, người không có lập trường thì người đó không thể gọi là tinh tấn. Người mà cầu công việc rất là dễ thành tựu, người này không có sức tinh tấn. Cho nên có tinh tấn thì vượt qua hết tất cả mọi khó khăn. Có một cái bài kệ tán thán về trên đường đạo, cái gì? Không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà. Cái gì nữa? Có tinh tấn vượt qua tất cả. Như vậy, tinh tấn là nói một cách khác hơn là một bầu nhiệt quyết để giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi thử thách, mọi khó khăn, mọi gian nan. Vì vậy, người đấy gọi là tinh tấn ba la mật là người phải xuyên suốt giữ cái bầu nhiệt quyết này cho đến mục đích cuối cùng. Mặc dầu như vậy, trong cuộc đời cũng có rất nhiều người tinh tấn. Có thể người ta không hành như một hành đạo ba la mật, nhưng người ta vẫn làm được một cái việc vĩ đại trên cuộc đời. Chẳng hạn như vợ chồng của ông bà Curie, người mà đạt được giải Nobel Hòa Bình, mà đạt được cái giải này là các vị biết rất quý. Hai vợ chồng là người phát minh, khám phá khoa học. Và trong đó cái thành quả lớn nhất của hai vợ chồng đó là tìm ra được chất uranium. Đây là cái việc mà các vị phải để những nhà khoa học. Các vị biết hai vợ chồng nghèo mà cuối cùng với cái nguyện vọng muốn tìm ra được một cái chất uranium như vậy, thì các vị biết cái chất này là một cái chất phóng xạ rất là đặc biệt, rất là tốt, để mà nói chung là các cái loại bom nguyên tử rồi nó đều có xài cái này, và những cái chất nổ chất này kia đó, hay là nhiều cái sử dụng khác nữa. Thì nó được chế tạo từ cái hợp chất của benzene gì đó, cái từ của tiếng Anh đó thì tôi không có nhớ lắm. Mà cái chất này muốn đốt ra cái chất uranium này phải đốt hàng tấn như vậy đó. Mà ở đâu ra rất là khó. Nhưng mà hai vợ chồng nghèo không có phương tiện để khám phá khoa học, phải nhờ một cái trại bỏ của một cái trường đại học, rồi không có chỗ nghỉ ngơi, không có gì hết, mà phải ngồi xuyên suốt 45 tháng trời ròng rã để đốt hàng mấy tấn cái chất cặn của benzene như vậy. Đốt 45 tháng để ngày cuối cùng hai vợ chồng nhìn ra được khoảng nửa muỗng cà phê chất uranium như vậy, có chút tí như vậy. Mà sự khám phá đầu tiên của khoa học để trở nên vĩ đại sau này. Tôi muốn nói rằng
nỗ lực cả ngày đêm mà có lúc mà muốn chết bên sự nắng nóng, bên lò. Chúng ta thường thường chúng ta nấu bếp, chúng ta thấy không? Chúng ta chiên xào gì một chút chúng ta thấy như thế nào? Mà hai vợ chồng này phải đêm ngày đốt mà liên tục đêm ngày bên lò đốt như là lò than như vậy, suốt đêm ngày như vậy 45 tháng, các vị thử tưởng tượng có bao nhiêu năm. Mà để tìm ra được cuối cùng gì? Chưa được nửa muỗng cà phê có hợp chất đó nữa. Vậy là những nhà khoa học như thế đó chúng ta có thể gọi là tinh tấn không? Tinh tấn cũng có thể như gọi là ba la mật. Có nghĩa là người này vượt qua được tất cả mọi khó khăn để đạt được mục đích. Edison trước khi khám phá ra được những cái đèn như thế này, dây tóc bóng đèn này, các vị biết rằng ông phải mò mẫm và tìm thử nghiệm bao nhiêu thứ không? Ông từng bứt tóc ông để thử nghiệm, ông từng cạo sơ dừa để thử nghiệm, ông từng xé dây để thử nghiệm, ông từng lấy giấy để thử nghiệm, ông từng lấy dán nhện để thử nghiệm, ông từng dùng đủ hết các chất để thử nghiệm, để đốt và thăm dò thử có những dây tóc này cháy được bao lâu. Từ những cái cháy được mấy phút, rồi vài tiếng, rồi hàng chục tiếng, rồi cuối cùng mà ông mừng nhất trong cuộc đời ông, đó là ông tìm ra được dây tóc cháy được 40 giờ. Mà trải qua biết là bao nhiêu cực khổ như vậy. Như vậy, những nhà khoa học gia như vậy tôi xem như là những người có sức tinh tấn. Mình học những cái gương này để tự khích lệ mình. Cái bản chất con người mình là thích cầu vui và ham dễ dãi. Cái gì dễ thì làm, dễ ăn thì làm, khó thì nghỉ. Cái gì thích thì làm, đơn giản thì làm, khó khăn thì nghỉ. Tất cả những cái này chúng ta thấy rằng con người chúng ta tìm như vậy bao giờ mới trở thành một nhà khoa học vĩ đại. Cho nên tinh tấn là một cái năng lượng để giúp cho chúng ta vượt qua được tất cả sự giới hạn ràng buộc thông thường để trở thành một cái mục đích mà chúng ta muốn. Và tinh tấn ba la mật thì tuyệt vời hơn nữa. Chúng ta nhớ ngày xưa khi dưới cội Bồ Đề, sau bao nhiêu năm khổ hạnh của Đức Phật, Đức Phật không tìm ra được lẽ đạo, rồi Ngài mới dùng cái bát sữa của nàng Sujata và Ngài đi đến cội Bồ Đề để Ngài ngồi 49 ngày. Thì trước khi Ngài ngồi, Ngài nguyện cái gì? Đức Phật chúng ta nguyện cái gì? Hả? Đúng vậy, con này có nghiên cứu nhiều á, giỏi. Đức Phật thệ nguyện một câu rằng: ta ngồi ở dưới gốc cây này, nếu không tìm được ra lẽ đạo thì cho dù thịt nát xương tan ta cũng dứt phát không rời khỏi chỗ ngồi này. Và nguyện như vậy cuối cùng trải qua 49 ngày đêm để đạt đến vô thượng giác. Tinh tấn để đạt được mục đích cuối cùng. Đó là sức tinh tấn đó. Các vị thấy như vậy. Trong thập đại đệ tử của Đức Phật mà một người thiên nhãn đệ nhất đó là ai? Đó là ai? A Na Lục có phải không? Khi hành trì mà không ngủ để đến cuối cùng là phải đuôi mù hai con mắt. Như vậy khi mù hai con mắt thì ngay lúc mù đó là đạt được thiên nhãn thông. Như vậy cái hành đó là hơi cực đoan, nhưng mà vẫn thấy rằng có tinh tấn mới đạt đến mục đích của một tuệ giác, của một bậc thánh như thế đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tinh tấn là một cái điều mà một năng lượng, một cái bầu nhiệt huyết, là một sự kiên quyết, là một sự kiên trì của con người. Chúng ta không có sức tinh tấn ở trong lòng thì không có ai được có thể trở thành vĩ đại cả. Chúng ta nên nhớ, đường dễ quá hay là con đường nào mà thành công dễ quá thì không có ai vĩ đại trong đó cả. Chính chỗ đó mà ngày xưa ông Nguyễn Công Trứ, ông nói là ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Nếu cái chuyện đó dễ làm quá thì đâu có ai vĩ đại. Dễ như ăn cháo vậy đâu, đâu có ai là trở thành vĩ đại đâu. Chúng ta ăn cháo hoài chúng ta đâu có vĩ đại đâu, phải không? Có nghĩa là chuyện đó quá dễ ai cũng làm được. Cho nên cái gì khó làm mà làm được người ta mới để đó. Cho nên những kỷ lục gia là đều là như vậy cả. Không có cái gì mà không có sự trả giá và hy sinh của nó. Và sự trả giá hy sinh đó nó gọi là sức tinh tấn của mỗi con người. Cho nên chúng ta ở đây là thấy như vậy. Cho nên tinh tấn mà để đạt đến mục đích thì gọi là ba la mật. Có nghĩa là một vị Bồ Tát nguyện cái điều đó để đạt đến mục đích thì cái đó gọi là ba la mật. Rồi chúng ta tiếp theo một cái nữa, thiền định ba la mật. Thông thường cái chữ thiền trong đời gọi là thiền na ba la mật, hay là chúng ta gọi tắt là thiền ba la mật. Thiền là một trạng thái tu tập của chúng ta. Thường thiền là một phương thức hành trì mà chúng ta là người Phật tử hay nghĩ rằng là chỉ tu thiền mới gọi là thiền. Thông thường chúng ta bị mắc phải chỗ này. Xin thưa các vị, tu thiền thì cũng có chất thiền,
mà tất cả các pháp môn dầu không phải thiền cũng phải có thiền. Tu không đạt thiền thì không phải tu theo Phật giáo. Để nói là tu theo Phật giáo thì thiền tĩnh mật đều phải có thiền. Cái chữ thiền này không mang nghĩa của thiền tông. Thiền tự thân của nó là chữ tĩnh lự, dịch ra là sự trầm lắng tâm tư, hay là sự thanh lọc tâm hồn, là sự làm sạch não, là sự thanh thản, là sự thanh tịnh của tâm hồn, sự dẹp trừ các phiền não nhiễm ô một cách lặng như vậy, tĩnh lặng như vậy, để giúp cho cái tinh thần của mình sáng suốt, tĩnh lặng như vậy, tịch tịnh như vậy, cái đó gọi là thiền. Như vậy một người tu tịnh độ mà niệm Phật đến độ nhất tâm thì có thiền không? Như vậy trong quá trình mà để được nhất tâm mà lúc được giữ được chánh niệm trong niệm Phật có thiền không? Như vậy ai phân ra cái này tu thiền, cái này tu tịnh, tu mật, nhân thiền cao hơn, thiền thấp hơn gì đó? Sai lầm. Tu như vậy là chấp pháp chứ không phải là đang tu. Về nghe lại cái bài giảng thầy giảng. Xin thưa các vị, chúng ta hay bị lầm. Thiền là nguyên tắc trong Phật giáo. Thiền tịnh mật luật gì, tất cả mọi thứ trong quá trình tu hành đều có thiền hết. Nếu không thiền là không phải tu theo Phật giáo. Tôi dám khẳng định như vậy. Nhưng đừng nghĩ là phải là thiền tông mới là của Phật giáo, lại là sai lầm. Tất cả các pháp của Phật dạy đều là pháp phương tiện. Cho dù thiền tông cũng là pháp phương tiện. Khi đã cứu cánh thì không thể gọi là tông, cho dù là tông thiền. Còn tông thì không thể gọi là cứu cánh tuyệt đối được. Cho nên trong 10 tông phái này đều là pháp phương tiện cả. Các vị nên nhớ như vậy. Và thiền là nguyên lý căn bản cho tất cả các pháp môn hành trì theo Phật Pháp. Và trở lại một cái mục đích là thiền na ba la mật. Nếu để gọi là tu tập mà gọi là ba la mật thì nó không thể dựa vào là thiền tông, hay là đang ngồi đó mới là thiền, hay là ngồi liêm diêm mới là thiền, hay là hành thiền mới gọi là thiền. Xin thưa các vị, đã là mục đích tu thiền thì ngay lúc nào tâm hồn tĩnh lạc, không dính mắc với tất cả các pháp, ngay đó là thiền. Ngay lúc nào con người có chánh niệm an nhiên tự tại là thiền. Ngay lúc nào con người không bị phiền não nhiễm ô, do dù là đang niệm Phật mà được thanh vắng cũng là thiền. Nhớ là như vậy. Và người giữ chánh niệm theo thiền tông, tu theo như lục diệu pháp môn, sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh gì đó, thì phương pháp này có sự an tịnh trong đó cũng là thiền. Nên nhớ như vậy. Cho nên Tổ Huệ Năng mới phá chấp cái này. Có một vị hành giả đến thưa với Tổ về con đường tu tập thiền đó. Và để thể hiện rằng khi ngồi dụng công mới gọi là công phu, thì Tổ mới nói như thế này. Tổ nói một bài kệ: khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, một đống xương hôi thối lấy gì làm công khóa. Đây là trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Như vậy một người tu tập để lấy vào cái hành tướng là đang ngồi này mới thiền, thì tu như vậy không có gọi là ba la mật. Phải ngồi mới được chất thiền thì không thể gọi là ba la mật. Nếu ba la mật thì đi đứng nằm ngồi đều thiền. Cái này là cái mà để gọi là ba la mật. Như vậy một người lấy thời khóa để gọi là mình có tu thì chưa chắc gì giỏi hơn người ta. Một người chạy xe ông đau ôm ngời ngời ngoài đường tối ngày, nhưng mà chưa chắc gì họ không thiền. Chưa chắc gì mình ngồi trên bàn Phật có nghĩa là mình thiền được xuyên suốt. Ông này chạy xe ông đa ôm nhưng mà lúc nào cũng thiền trên tay ga của ông hết thì sao? Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, thiền tông có một câu rất hay là: nếu đã thấy tánh thì múa gươm giữa trận tiền cũng thấy tánh. Vì vậy chỗ này, cho nên chúng ta thấy rằng sự tu tập mà để đạt được đến thiền ba la mật, hay là tu tập như thế này, thì các vị phải dụng công, cho dù các vị đang ngồi nghe Pháp hay là các vị đang ngồi ăn cơm. Ngồi chỉ là một hình tướng trong bốn quay nghi của một người vận dụng tu tập, chứ không phải là ngồi là tất cả. Lấy cái ngồi để gọi là mình là có tu hơn thiên hạ thì cái này coi chừng đang chấp pháp một cách nặng nề sai lầm. Cho nên tôi nhớ một giai thoại thiền. Có nghĩa là một hôm ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đi đến chùa Bát Nhã. Và trong chùa Bát Nhã này có một quý vị thiền giả tu tập, đó là Mã Tổ Đạo Nhất. Khi lúc đó ngài còn trẻ và đang tu tập, ngài hành thiền rất là siêng năng. Thì một hôm ngài Nam Nhạc mới đi đến bên ngài Đạo Nhất thì ngài Nam Nhạc mới nói như thế này. Nói là: thưa Đại Đức, Đại Đức đang làm gì vậy? Hỏi lúc đó ngài Mã Tổ Đạo Nhất mới nói rằng: tôi đang ngồi thiền. Hỏi ngài ngồi thiền để làm gì? Tôi ngồi thiền để làm Phật.
thì ngài Nam Nhạc không nói gì hết, ngài đi lượm cái cục gạch đó, cái ngài lấy, ngài đến ngồi kế bên ngài Đạo Nhất á, ngài lấy ngài mài cà rô cà gẹt cà rô cà gẹt mài hoài. Cái ông này đang ngồi thiền mà bên tai cứ rột rẹt hoài, các vị chịu nổi không? Ví dụ các vị đang lên chánh điện, các vị đang ngồi niệm Phật mà ai bên cứ ca cải lương hoài, các vị chịu không? Sao chịu nổi? Ha? Mài một hai cái thì thôi chứ mãi gì từ sáng tới chiều mài hoài vậy? Xả thiền ra hỏi ông làm gì vậy? Nói tôi đang mài gạch. Hỏi mài để làm gì? Tôi mài làm gương. Thì lúc đó ngài Đạo Nhất mới nói gạch mà làm sao ông mài ra thành gương được? Thì lúc đó ngài Nam Nhạc mới nhìn ngài Đạo Nhất mới nói câu: vậy chứ ngài ngồi như thế này bao giờ mới thành Phật? Câu trả lời rất tuyệt vời. Ngay chỗ đó ngài Đạo Nhất có lối vào. Thì ngài Đạo Nhất mới nói là như vậy muốn vào trong tuệ giác mới để thành Phật thì phải làm gì? Thì ngay lúc đó ngài Hoài Nhượng mới nói rằng một con trâu nó kéo chiếc xe, khi chiếc xe không đi ông đánh trâu hay là ông đánh xe? Thì ngay lúc đó ngài Đạo Nhất vỡ lẽ ra một điều của lý thú của thiền. Ngài không trả lời như vậy, cho nên ngài Nam Nhạc mới nói thêm một cái câu như thế này: thiền không có lệ thuộc vào tướng ngồi. Ông ngồi á để thực tập thiền hay là ông ngồi để thực tập Phật? Nếu ông ngồi để thực tập thiền thì thiền không có tướng nằm hay ngồi. Mà ông ngồi để thực tập làm Phật thì Phật không có tướng nhất định. Nếu ông ngồi để làm Phật là ông đang giết Phật đó. Một cái câu như thế đó làm cho Mã Tổ vỡ lẽ ra ngồi. Xin thưa các vị, thiền ba la mật là chỗ này. Cho nên tôi nói thật với các vị, đây là tôi kể với các vị để rằng một số người tu tập mà chấp tướng á, thì bị vướng mắc. Mà bị vướng mắc á, thì trong lòng nó không có sự tu. Tại vì cái gì còn vướng mắc là không có tu. Cái vướng mắc của một pháp môn tu nó giống như là một cái viên kim cương rớt vào mắt vậy đó. Nếu một hạt cát nó rớt vào mắt các vị sống không? Rồi các vị phải làm gì? Lấy ra. Nhưng mà một cái hạt hột sòn á, nó rớt vào mắt các vị sống không? Nhưng các vị làm gì? Bụm lại. Phải không? Các vị phải vậy không? Cái này ở chỗ này. Cái quan trọng nhất là không phải là viên kim cương hay là hạt cát. Cái nào làm mình sốt mắt là mình phải lấy ra. Nhưng mà mình không hiểu cho nên cát nó vô dụng. Nó là một loại bẩn, nó rơi vào mắt, cho nên mình moi nó ra. Còn vàng hay là kim cương rơi vào mắt nó quý quá cho nên mình bụm lại. Nè, cho nên các vị sai chỗ này. Pháp thế gian là cái thế tục các vị xem thường, cho nên các vị mới vận dụng pháp xuất thế các vị tu. Nhưng mà khi các vị tu á, thì cái pháp các vị tu là pháp xuất thế á, nó là kim cương. Mà vì nó là kim cương cho nên các vị giữ lấy thì các vị cũng vẫn làm số con mắt như là cái hạt cát vậy thôi. Các vị không chấp pháp thế gian mà các vị chấp pháp xuất thế cũng là một cái chấp. Như vậy các vị không thể nào đạt được ba la mật bao giờ. Các vị nên nhớ là cái chỗ này vô cùng quan trọng. Vì vậy khi học tu theo Phật, nó phải xuyên suốt. Sự tu hành của mình chúng ta phải vận dụng được trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi. Còn tạo điều kiện để tu mới có được an lạc thì ngay đó chưa phải là ba la mật. Xin thưa, tôi chỉ phân tích thôi chứ không có hẳn là tôi đạt được như vậy. Tôi cũng như các vị vậy thôi. Ngày xưa khi tôi đi tu học, tôi học cùng với một vị huynh đệ. Thì vị này tôi nói thiệt với các vị là ngoài giờ học ra là lúc nào cũng ngồi thiền. Ra ngoài sau ngồi thiền, trong giường ngồi thiền, là đi tất cả các nơi lúc nào cũng ôm cái bồ đoàn theo ngồi thiền. Thì lúc đó thầy quản chúng thì thấy thầy rất là hoan hỷ. Thầy thấy cái vị này tu như vậy là rất là siêng năng. Và thầy cũng cảm thấy rằng thầy thường khen tặng với đại chúng là cái vị tăng sinh này tu tập rất là miên mật. Nhưng mà xin thưa các vị, sau 4 năm học trung cấp, ra trường chưa đầy 3 tháng, vị thầy này hoàn tục. Thì cái chuyện này tôi muốn nói với các vị rằng cái việc hoàn tục là chuyện bình thường. Tu được mấy ngày tốt mấy ngày, tu được mấy năm tốt mấy năm. Tôi không nói cái chuyện hoàn tục là xấu, đó là chuyện bình thường trên cuộc đời. Gạo để lên sàn, hạt nào nhỏ cứ lọt. Và cái con đường là bông xoài trứng cá, cái nào còn lại là quý, không còn lại rớt thì thôi. Chuyện đó bình thường. Nhưng tôi muốn nói ngay cho gì? Thấy hành thiền rất là tinh tấn, nhưng mà tại sao rằng bao nhiêu người khi người ta cùng ra trường với mình
Nhưng mà trong một thời gian ngắn mình là người hoàn tụ trước. Cái này nó không có lỗi. Nhưng mà nó muốn nói rằng cái gì? Thấy tinh tấn nhưng mà chưa hẳn. Cái đó chỉ là hình thức đang thiền, nhưng mà con người mình có thiền được hay chưa bằng tố chất của nội tâm, đó mới là quan trọng. Cho nên ở đây khi gọi là thiền ba la mật thì có nghĩa là mục đích của một người này hành thiền tu tập để đạt được đến bờ kia, để đạt đến bờ giác. Đó là mục đích cuối cùng, nói gọi là thiền ba la mật. Như vậy thì ở đây tôi phân tích các vị để tìm hiểu về pháp số thôi, chứ chưa phải là một cái phương thức dạy các vị học tu. Các vị muốn học chuyên tu thì các vị phải tìm các bậc thầy chuyên môn để các vị học, để tu cho đến nơi đến chốn. Còn ở đây như một cái lý luận phân tích để tìm về sáu pháp ba la mật của Phật dạy thôi. Một cái cuối cùng đó là gì? Trí tuệ ba la mật. Thì ở trong thuật ngữ gọi là bát nhã ba la mật. Bát nhã là trí tuệ. Trí tuệ ba la mật có nghĩa là trí tuệ hoàn hảo, trí tuệ diệt đến bờ kia, một trí tuệ trọn vẹn. Và trí tuệ này khi nào các vị học, tôi chia sẻ với các vị qua cái bài gọi là kinh ngắn, đó là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Một ngày nào đó tôi sẽ giảng cho các vị trọn vẹn bài Bát Nhã Tâm Kinh này, thì các vị sẽ hiểu rằng rất rõ về cái nội dung của Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng ở đây tôi muốn nói với một cách tóm tắt là Bát Nhã là thành quả của quá trình tu học, thành quả của một quá trình từ bố thí Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, rồi nó đến cuối cùng là trí tuệ Ba La Mật, là qua quá trình thực hiện điều này. Và trí tuệ Ba La Mật có nghĩa là một cái trí tuệ này không dính mắc. Một trí tuệ này như Đức Phật nói rằng là một con người không dính vào bờ bên này, không dính vào bờ bên kia, cũng không dừng lại giữa dòng, ta bảo rằng người ấy vượt khỏi bọc lưu. Trí tuệ của người này là đã vượt ra khỏi dòng dính mắc của cái hiểu biết thông thường của thế gian. Cái hiểu biết Phật Pháp là hiểu biết xuất thế, nhưng nó phải vượt cả ra ngoài những cái điều này nữa. Và chính cái điều này mà lúc đó Ngài Di Ma Cật trả lời cái pháp môn không hai, Ngài trả lời như thế nào? Ngài Đại Trí Văn Thù còn nói rằng không dính chấp, không bám víu với tất cả các pháp, ngay đó là pháp môn không hai. Nhưng mà Ngài vẫn còn cái gì? Còn lời nói. Nhưng mà cái Ngài Di Ma Cật lúc đó toàn thể đại chúng hỏi là: vậy thưa Ngài, thế nào là pháp môn không hai? Thì Di Ma Cật làm gì? Ngồi im lặng. Cho nên sau này các tổ gọi là im lặng như sấm sét là chỗ này. Chính cái im lặng như vậy, Ngài Văn Thù mới vỗ tay, mới khen rằng chính cái chỗ còn không lời như vậy đó mới là pháp môn không hai tuyệt đối. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái chỗ Bát Nhã Ba La Mật là chỗ này. Xin thưa các vị, để phân tích cái điều này thì nó còn dài dòng lắm. Nhưng mà muốn giới thiệu các vị để thấy rằng trí tuệ là một bản chất, một bản tánh của con người hằng hữu. Một cái trí tuệ này nó là một cái dạng mà ở địa ngục không đổi, ở thú vật cũng không thay đổi, mà chư thiên cũng không đổi, mà thành Phật cũng không khác, là nó ngay cái chỗ này. Cho nên có câu kệ khen tặng này: đến bờ kia người nguyên thâm vô lượng, không lời nào đủ diễn tả vị này. Khi các hành đã đoạn tận từ đây, mọi đường lối ngôn từ đành chấm dứt. Trí tuệ ở chỗ là không còn lời để giải thích nữa. Một trí tuệ nó trùm khắp. Mà đã gọi là trí tuệ thì không có thể là phân biệt bỉ thử hơn thua. Mà khi có trí tuệ này có nghĩa là đã được tuệ giác tuyệt đối rồi. Đó là cái mục đích cuối cùng của một người tu Phật, đó là thành Phật rồi. Cho nên ở đây trí tuệ ba la mật là cái như vậy. Cái này không phải là chúng ta tạo ra nó, mà qua quá trình công phu chúng ta đã đến một mức thuần thục, nó đã như vậy. Giống như carbon mà đã trải qua quá trình hàng bao nhiêu triệu năm để cuối cùng trở thành kim cương. Và điều này kinh Viên Giác nói như thế nào? Một cái quặng nó trở thành kim cương hay là trở thành vàng, thì khi trở thành kim cương hay vàng rồi, nó có thể nó trở thành quặng lại không? Không. Cũng vậy, một chúng sinh phàm phu ngu muội khi đã đạt được tuệ giác, đã trở thành Phật rồi, thì có bao giờ trở thành chúng sinh nữa không? Không, đây là chỗ này. Cho nên sáu pháp ba la mật, các vị có một khái niệm để thấy rằng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, sáu pháp này giúp cho hành giả của chúng ta trở thành Bồ Tát. Và khi phát nguyện Bồ Tát thì gắn vô chữ gì? Chữ gì? Ba la mật. Còn nếu không có muốn hành Bồ Tát thì chúng ta cứ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định thôi, cứ làm bình thường. Còn đã gắn vô ba la mật là chúng ta phải vượt qua những thử thách,
như các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh, các bậc Thầy từng trải qua để làm điều này. Như vậy đây gọi là lục độ ba la mật, mặc một cái từ rất thông thường các vị từng dùng. Cái bài giảng này tôi đặt cái tựa là An Nhiên Bên Bờ Giác. Tôi đặt cái tựa này mà tôi hỏi một số người thì một số vị cảm thấy cái từ này khó hiểu. Nếu mà tôi nói là hôm nay tôi đến với các vị với cái chủ đề là An Nhiên Bên Bờ Giác, các vị hiểu không? Xin thưa, tôi tính sử dụng cái từ này có nghĩa là tôi dịch từ chữ Ba La Mật á, đến bờ kia mà đến bờ giải thoát được an nhiên tự tại á. Giống như cái bài mà thay vì tôi giảng sống vị tha mà tôi đặt cái tựa là gì? Sống vì người tôi yêu, có phải không? Cái đây là cái để làm cho nó bớt đi cái khô của cái thuật ngữ Phật giáo. Nhưng mà tôi thấy rằng các vị Phật tử thông thường cũng hay sử dụng cái từ Ba La Mật cho những cái hành pháp của mình. Vì vậy tôi nghĩ chắc là bàn bạc trong các Phật tử các vị hiểu điều này rất nhiều, cho nên tôi không cần chuyển lại là An Nhiên Bên Bờ Giác mà tôi vẫn để là lục độ Ba La Mật. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị lục độ Ba La Mật này, mong rằng mỗi một người tự chọn cho mình một phương pháp thích nghi, ứng dụng hành trì và vượt qua được những thử thách. Mong rằng các vị trở thành một vị Bồ Tát trong hôm nay và ngày mai. Ai thọ Bồ Tát giới rồi đưa lên chúc mừng coi. 1, 2, 3. Để chiều nay về thử thách cô thử chiến coi. Thôi vậy xin mời các vị hồi hướng. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Nguyện đem công đức.